Rồi em chào các chị ha. Ai vô like rồi mình chấm like lên giùm em ha. Hôm nay lên cho mấy chị mẫu bà ba mới nha mấy chị. Bộ bà ba thiêu hoa biển like tay lỡ cổ vuông giùm em nha. Rồi ai mình vô like rồi mình chấm like lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi vô like rồi chấm like lên giùm em cái nha mấy chị. Rồi bộ em mặc ha, bộ bà ba màu thiêu hoa tay lỡ viền lai cho em nha. 165.000 một bộ, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship chất thun co giãn. Mẫu em đang like có cho mấy chị là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 màu nha mọi người ơi, 12 màu ha. Rồi xem like chấm like hả, tim lên giúp em đi mấy chị ơi. 12 màu và 6 size nha mấy chị. Từ 45kg cho tới 77kg tùy cái chiều cao giùm em nha. Rồi ai đang xem like chấm like lên giùm em để em lên màu cho mấy chị mình ha. Em chào chị Thùy Mai. Cảm ơn chị Thùy Mai nha. Rồi chấm like tim lên mấy chị. Bộ mặt là màu đen. Em chào chị Linh Như Lý. Rồi chị nào thích đen chốt lên giùm em màu đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mẫu em mặc là tay lỡ nha, dài qua khuỷu tay tí. Tay lỡ mấy chị cổ vuông giùm em nha. Một nhánh hoa tím quá trời đẹp. Em chào chị Huỳnh Lan. Rồi chào chị Võ Én. Mẫu em mặc là nguyên bộ mấy chị, không phải áo lẻ, nguyên bộ ha. Rồi đen giùm em ha, chị nào thích đen cho em màu đen. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 mấy chị. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em lên cho em màu đen. Em chào bà ngoại Hy Phong. Chấm like hả tim lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi bộ em mặc là 165, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Bà ba chị còn áo dài đó thôi, không có mẫu mới. Chị Ngân Khánh thôi, áo dài thì chị có đây. Áo dài bông như bữa giờ em like với áo dài màu á, chứ hồi chưa có áo dài mới chị. Khi nào nó hết lô thì em mới lên lô mới lần. Còn bà ba thì mẫu em đang like là mẫu mới về ha. Rồi em lên cho mấy chị màu xanh ngọc. Bộ em mặc là màu đen. Rồi chị nào thích xanh ngọc dáng quần nó là quần ống rộng xéo nha mấy chị. Quần ống rộng xéo giùm em nha. Chấm like hả tim lên giúp em nha mấy chị ơi. Ai vô like rồi mình thả tim lên giùm em với. Thả tim lên giùm em với mấy chị. Bộ này 165 nha bà ngoại Hy Phong. Bộ em đang mặc là 165. Chị Nhiên Lê. Cô Nhiên Lê nhận áo bà ba rồi. Lần đầu mua mà vừa khích đẹp mê luôn. Cảm ơn cô Nhiên Lê nha. Rồi em lên cho mấy chị màu xanh ngọc ha. Lên cho mấy chị màu xanh ngọc, bộ em mặc chốt giùm em bộ đen. Em chào chị Nhi Huỳnh. Rồi bộ đen mấy chị, size 1 cho tới size số 6. Bộ em đang lên là 165, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship mấy chị nha. Rồi chốt bộ đen, em bộ đen giùm em. Bộ đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em lên cho mấy chị màu xanh ngọc. Mẫu em mặc 165, một bộ mấy chị ha. Rồi lên giùm em màu xanh ngọc nha. Xanh ngọc size 1 cho tới size số 6, cho em mã xanh ngọc. Xanh ngọc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi cái mẫu này là lưng thun áo thun luôn nha chị. Có giãn nút giả cổ tròng cho em nha. Tay lỡ cổ vuông. Rồi lên giùm em mã xanh ngọc đi cả nha. Chốt xanh ngọc lên giùm em bộ xanh ngọc kèm size 1 cho tới size số 6. 45kg cho tới 77kg tùy chiều cao giùm em nha. Rồi lên giùm em màu xanh ngọc. Dáng quần nó là quần ống rộng xéo quá chị.
65kg mình cao nhiêu vậy chị Mỹ Mỹ? Cho em cái chiều cao rồi lên thì em bộ xanh ngọc đi mấy chị. Xanh ngọc kèm size cho em ha. Rồi chốt xanh ngọc. Quần có hai túi hai bên nha chị. Quần là em may mẫu mấy cái mẫu này giống chị rồi đều có túi hết á. Rồi chốt xanh ngọc lên mã xanh ngọc với mấy chị. Hình như cái mẫu này nền áo màu gì là nền hoa màu đó hay sao á mấy chị ơi. 65kg mấy 65 cái này chị mặc cho em được size số 4 nha chị Mỹ Mỹ. Rồi chốt xanh ngọc lên bộ xanh ngọc cho em nha. Xanh ngọc kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xanh ngọc size 1 tới size 6. Rồi lên tiếp giùm em màu vàng. Xanh ngọc 1 cho tới 6 em mấy chị. Chất thun co giãn nha chị ơi. Rồi em lên giùm chị màu vàng nha. Áo mà 30 giờ không còn mẫu nào chị. Chỉ còn mẫu sale áo 5D mà đa số còn size số 3 không à. Giờ chỉ có mẫu này là mới nhất ha. Rồi lên giùm em bộ vàng ha. Bộ vàng kèm size giùm em. Bộ vàng cái tông nó như vàng nghệ mấy chị. Rồi em lên bộ vàng. Chấm like hả tim giúp em mấy chị ơi. Chấm like tim tim lên giùm em ha. Chia sẻ like giúp em nhé. Rồi màu em đang mặc là màu xanh ngọc nha. Xanh ngọc kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có màu đỏ nha chị. Em lên màu vàng xong lên màu đỏ ha. Rồi chị nào thích xanh ngọc lên giùm em màu xanh ngọc. Xanh ngọc đủ size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi em lên cho mấy chị màu vàng. Vàng này mấy chị chốt lên thì em mã vàng nghệ giùm em đi ha. Tại nó còn một cái tông vàng vàng đồng nữa. Rồi bộ này chốt lên cho em mã vàng nghệ đi mấy chị. Vàng nghệ kèm size. Em đang like là em 44kg 1m55 nha chị. Em đang mặc là size số 1. Rồi lên nhà em bộ vàng nghệ. Bộ vàng nghệ kèm size giùm em 1 2 3 4 5 6 ha. Chốt vàng nghệ lên mã vàng nghệ giùm em. Bộ đỏ phía sau là áo dài nha chị. Bộ áo dài bông nha. Rồi lên giùm em màu vàng nghệ. Bộ vàng nghệ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt vàng nghệ lên mã vàng nghệ cho em nha. Rồi lên giùm mã vàng nghệ. Vàng nghệ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mẫu em đang like là 165 nha chị Thủy Lê. 165 ha. Cổ vuông tay lỡ giùm em nha mấy chị. Thiêu ho viền lai nha. Quần ống xéo. Có màu đen nha Ngọc Lợi. Mẫu này là lúc nào cũng có màu đen hết. Mấy cái mẫu mà là không bao giờ thiếu màu đen. Màu đen là lúc nào mấy chị cũng thích. Màu đen đây ha. Rồi chị nào thích bộ đen em bộ đen giùm em. Bộ đen kèm size cho em 1 cho tới 6. Bộ đen lên hoa tím nè mấy chị. Rồi chị nào thích bộ đen em bộ đen giùm em nha. Màu em mặc lên giùm em vàng nghệ chị ơi, vàng nghệ nha. Kèm cái chiều cao cân nặng cho em. Rồi bộ đen đây nha chị Ngọc Lợi nha. Rồi chị nào thích bộ đen chốt bộ đen giùm em luôn. Màu đen kèm size 165 một bộ ship 25 hai bộ miễn ship mấy chị. Mẫu này chị Thủy Lê mặc cho em được size số 3 là ôm đẹp luôn nha chị nha. Rồi em lên cho mấy chị màu đỏ đô. Màu đỏ đô giùm em. Lên cho em mã đỏ đô mấy chị ơi. Chị Thủy Lê mặc cho em size số 3 nha. Chị Hương Lê 60kg bình thường chị mặc size mấy lên cái size giùm em chị Hương Lê. 60kg chị cao nhiêu ha. Chứ lại đó giờ mẫu này chị mặc size nào tại chị khách cũ á. Chị mặc size nào rồi thì chị chốt size đó giùm em. Bộ đen 2 em chốt cho chị bình lục. Đen 2 cho chị bình lục. Mình cao bao nhiêu á chị? Đó đô đợi đợi em tí nha, đợi em chốt xong cái này đi. Đợi em chút nha chị. Bộ em đang mặc 165 nha mấy chị ơi. Chị Hương Lê ơi, chị cao nhiêu lên nhà em cái chiều cao ha. Để em lấy size nha chị. Rồi chị Bình Lục là mặc cho em size số 2 nha.
Bộ này 165 nha em mi heo ơi. Chị đợi em tí nha. Rồi, được. Rồi chị Bình Lục. 60kg mét 55 em lấy chị size form ôm là em lấy chị size số 3 nha chị. Rồi một bộ đen 3 cho chốt cho chị Hương Lê. Đen 3 cho chị Hương Lê. Bộ em mặc lên giùm em là vàng nghệ đi mấy chị. Vàng nghệ kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Có size 6 cho mấy chị Hương Lê. Rồi đen 3 chị Hương Lê. Em chào chị Phương Trần. Hello chị Phương Trần. 62kg cao nhiêu chị Băng Tâm ơi, cho em thêm chiều cao nghe chị. Màu nào cũng 165 hết mấy chị ơi. Cùng một mẫu nó chỉ khác màu thôi, nó nhiều màu thôi ha. Rồi bộ em mặc là mã vàng nghệ giùm em. Bộ em mặc còn nha chị. Bộ em mặc còn số 3 chốt lên cho em là bộ vàng nghệ giùm em nha. Kèm size lên cho em nha chị 3061. Rồi một bộ 165 ship 25, hai bộ miễn ship nha mấy chị. Mấy chị bên top top thả tim lên giùm em dưới mọi người. Em không thấy mấy chị thả tim luôn gì mà thảm thê thảm, có chín mấy tim nè. Thả tim lên giùm em mấy ngàn tim cho nó khí thế rồi mấy chị. Rồi em lên màu đỏ đô này. Lên màu đỏ đô nha. Lưu ý giùm em là cái mẫu bên em may dáng quần rất là dài. Chị nào thấp dưới 1m55 là mình phải lên like nha. Còn không thì phải mang giúp cao lên cho nó đẹp nha mấy chị. Thúy Kiều mặc kem size số 4 nha chị Thúy Kiều ơi. Nè dáng quần nè, chị nhìn ha, mê không? Lên dáng ăn gian dáng rất là đẹp luôn á. Đen 2 cho Ngọc Lợi nè. Rồi lên thì em màu đỏ đô. Màu đỏ đô giùm em nha mấy chị ơi. Chú lên cho em mã đỏ đô. Đỏ đô kèm size. Trời đồ đỏ, bộ đỏ lên cái hoa màu đỏ luôn mấy chị. Rồi chốt đỏ đô cho em mã đỏ đô ha. Size 1 cho tới size số 6 giùm em. Lên cho em mã đỏ đô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đỏ đô kèm size 1 tới 6 giùm em mấy chị. Đỏ đô size 1 cho tới size số 6 giùm em nha. 165, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship mấy chị. Đen 2. Có mấy bộ ta? Rồi đen 2 cho Ngọc Lợi. Bộ đen 68kg cao nhiêu chị Kim Lợi ơi? Lên em chiều cao nha. Rồi chị Thiên Bình thích mặc ôm. Nếu mà còn trẻ tuổi đó, chị thích mặc ôm lấy số 1. Còn mà trên 50 rồi lấy số 2 giùm em nha chị. Đó em tư vấn, tại vì em không biết mấy chị bao nhiêu tuổi, mấy chị có bụng hay không có bụng, thì em chỉ dựa lên là mình gọn người, nhỏ tuổi, thích mặc ôm lấy số 1. Còn trên 50 thì lấy số 2 luôn giùm em nha. Đỏ đô 5 em chốt chị Ngọc Loan Võ. À cái đơn của chị Ngọc Loan Võ nó bị kẹt tuyến á chị. Em nói nó đã hỗ trợ giao lại cho chị á. Cái đơn đầu tiên á chị. Nên chị chờ giao lại cái đơn đó giùm em với nha. Rồi chị nào chốt bộ đỏ đô lên giùm em, bộ đỏ đô lên mấy chị. Đỏ đô 5. Rồi đỏ đô 5 em chốt chị Ngọc Loan Võ. Ống xéo nha chị Đính Kim. Không chị Hương Lê, chị có một mẫu này là mới nhất thôi chị ơi. Nó nhiều màu thôi chứ. Hiện tại là em giờ hết mẫu, không còn mẫu nào. Chị thích thì qua mẫu 5D đó. Bà ba giờ em còn được hai mẫu đó thôi đó. Không còn mẫu nào luôn chị, không còn hàng để bán luôn. Chị Kim Lợi ơi, 68kg màu đen mà chị cao nhiêu giờ lên cái chiều cao kèm số alo lên giúp em nha. Đen 4 em chốt cho chị Lưỡng nè. Đen 4 cho chị Lưỡng. Rồi đen 4 cho chị Lưỡng. Bộ em mặc là quần ống rộng xéo nha chị Đính Kim ơi. Một bộ là 165 ship 25, hai bộ thì miễn ship với chị. Rồi chị Kim Lợi là mặc cho em size số 4 nếu thích mặc ôm nha chị ơi, còn lớn tuổi lên số 5 giùm em luôn nha. Một bộ màu đen size 6. Chị Trần 6 cho em số alo. Chị Trần 6 cho em số alo nha. Nó có size chị Trương Kim Anh mua lên nhà em chiều cao cân nặng. Rồi chị Hương Nguyễn nè, chị mặc cho em size số 3 nhưng mà em hỏi lại số alo của chị nè. Tại chị Hương Nguyễn có đặt đơn bên em là hai lần rồi mà không có lần nào gọi cho chị được hết á. Gọi toàn không nghe máy, tức là gọi rất là khó.
Nên là em chốt cho chị Hường Nguyễn lần này nữa mà gọi không nghe máy là em xả đơn, là em không chốt nữa nha chị Hường Nguyễn nha. Tại vì chị đặt hai lần rồi mà không có lần nào gọi được hết trơn á. Rồi đen ba em chốt cho chị Hường Nguyễn. Nên lưu ý nghe máy giùm em nha mấy chị. Em chào chị Gia Bảo. Rồi đỏ đô size 4 chị Trương Kim Anh cho em số alo. Một bộ đen một bộ đỏ đô size số 4, chị Thùy Dung lên số giùm em luôn chị Thùy Dung. Trần 6 lên số giùm em luôn chị Trần 6. Kim Lợi lên số alo giùm em luôn nha chị Kim Lợi ơi. Rồi em thấy số chị Trần 6 có đơn nè. Một bộ đen số 6 cho chị Trần 6. Đỏ đô 2 Thiên Bình cho em số luôn nha. Thiên Bình cho em số luôn nha chị. Đen 6 cho chị Trần 6 nè. Chấm like hả tim giúp em với mấy chị ơi. Rồi đen 6 chị Trần 6. Chị nào có đơn chủ động lên số giùm em nha. Đỏ đô 3 cho chị 3061. Như sơ 3061 có đơn bên em chưa chị? Em thấy có số alo rồi mà không biết chị đã có đơn nào nghe máy đi đơn chưa. Mét 64 hả chị đi mi ơi, mét 64 65 kg thích mặc ôm lấy số 3 cho em nha. Rồi ok chị Hương Nguyễn. Chị Thùy Dung lên số alo giùm em là có đơn chị. Rồi chị Trương Kim Anh là đặt màu gì ha? Đỏ đô size số 4 em chốt cho chị Trương Kim Anh. Chị Phạm Thị Thùy Dung lên giùm em số alo có đơn chị nha, chưa có số là chưa có đơn. Rồi đỏ đô 4 cho chị Trương Kim Anh. Thiên Bình lên số giùm em luôn chị Thiên Bình ơi. Dạ một bộ là 165 ship 25. Lấy hai bộ đổ lên thì miễn ship mấy chị. Phạm Thị Thùy Dung em chưa thấy số, đen 6 cho chị Ngọc Loan. Đen 6 cho chị Ngọc Loan. Rồi em hết đen 6 nha mấy chị. Size số 6 em cắt ít lắm, em cắt mỗi thằng nào có hai bộ thôi, chị nào size 6 mình lấy không thôi hết nha. Không chị Nguyễn Yến ơi, mẫu em mặc nguyên bộ. Rồi đen 2 cho chị Đính Kim. Đen 2 cho chị Đính Kim. Rồi em thấy số chị Thùy Dung nè. Chị Thùy Dung là hai bộ size số 4, một đen một đỏ đô. Thùy Dung có đơn nha. Một đen một đỏ đô size 4 cho chị Thùy Dung nè. Chị Kim Lợi lên số alo giùm em luôn chị Kim Lợi ơi, chưa thấy số. Thiên Bình ơi bị ẩn bình luận rồi đó. Lên số alo đó dễ bị ẩn lắm, chị bấm lại giùm em với. Rồi chị Thùy Dung hai bộ nha, một đen một đỏ. Một đen một đỏ đô cho Thùy Dung. Áo dài đỏ trên canh là 210 một bộ, 145 một áo lẻ nha chị Nguyễn Mai. Chị ơi, nó có size mà đâu có mập ốm gì đâu chị. Chị nhiều ký thì em lấy chị size to lên, size số 4 là 65 kg cho mình là ok rồi đó. Nha. Mình nhiều ký thì em lấy có size nhiều ký, còn mình ít ký em lấy size ít ký. Có xanh đen chị Diệu Ngô, dạ có được 12 hay 13 màu gì á mấy chị. Rồi em vẫn chưa thấy số alo của chị Thiên Bình luôn chị ơi. Chị không ấy thì chị tách ra làm đôi giùm em, chị bấm 5 số đầu lên trước rồi tới 5 số sau lên sau giùm em nha. 70 kg lên giùm em chiều cao. Dạ 85 kg là không có size nha chị Linh Linh. Rồi chị Thiệp 1066, 1006 là chị mặc cho em size số 2 vừa nha. Chị mặc cho em size số 2 vừa. Đen 3 cho chị 3061 là của chị hai bộ. Để em coi chị 3061 đã có đơn bên em chưa nè. Tại em thấy có số alo rồi mà. Chị ơi chị cho em cái tên luôn đi chị, user 3061 để em biết em gọi tên cho nó dễ nè chị. Cho em cái tên luôn nha. Em thấy chị có hai đơn bên em rồi nè. Rồi đen 3 em chốt cho chị user 3061.
Bởi mặt nó vậy em bảo đỏ đô mấy chị. Chị Dân, ok chị Dân rồi em nhớ rồi. Chị Dân ủ từ trước em nhớ không có lưu rồi mà sao nó không lưu cho ta. Rồi em thấy số chị Thiên Bình. Đỏ đô 2 cho chị Thiên Bình nè. Đỏ đô 2. Đỏ đô 2 cho chị Thiên Bình. Sao lại không có màu tím Huế người ta. Có màu tím nha chị. Có màu tím nha. Đợi em một tí. Đợi em chốt xong màu này em mới lên màu khác cho mấy chị được ha. Rồi chị Thiên Bình một bộ đỏ đô 22. Không có xanh bơ là chị Ngọc Long Võ. Có màu xanh ngọc hồi nãy em mới lên với lại màu xanh lá mà để em lên cho nó gần gần qua xanh riêu á. Bộ em mặc là 165 mấy chị. Áo dài bông đỏ không lấy quần 65kg cao nhiêu vậy chị Nguyễn Mai ơi. Lên nhà em cái chiều cao kèm số alo nha. Mấy chị muốn tư vấn size lên dùm em cái chiều cao và cân nặng luôn. Cân nặng không em không có chốt được mấy chị. Tại vì nếu mà cao thì em lấy size nhỏ hơn, mà thấp thì em lấy size to hơn mấy chị ha. Nguyễn Mai cho em cái chiều cao nha. Một đen một tím. Rồi chị Kim Lợi lên số alo dùm em ha. Rồi chị Nguyễn Mai một áo dài bông đỏ size 4 cho chị Nguyễn Mai nè. Nguyễn Mai mặc size 4 dùm em nha. Một áo dài bông đỏ 4 cho chị Nguyễn Mai. Bộ em đang mặc không có ống nhỏ chị Diệu Ngô ơi, là bây giờ chị lấy xanh đen size 2 đúng không? Nãy giờ em chưa chốt xanh đen số 3 cho chị nha, lấy cho chị số 2 luôn. Rồi xanh đen 2 cho chị Diệu Ngô. Kim Lợi bấm số alo lên giùm em nha chị. Cái màu xanh kia mét 658kg. Cái màu xanh kia là cái màu xanh gì chị? Cái đó là áo dài á chị Ngọc Lan. Rồi Nguyễn Mai mặc size 4 ok. À chị Đi Mi ơi, nãy em nói chị rồi đó chị. Nếu mà chị còn trẻ tuổi, nhỏ tuổi, dáng gọn, thích mặc ôm lấy số 3. Còn trên 50 thì lấy qua số 4 luôn giùm em nha. Thì em tư vấn như vậy đó, chị chỉ muốn lấy size 3 hay size 4 gì á thì chị bấm lên cái size lên em lấy ha. Rồi em qua màu. Còn ai chốt màu đỏ đô nữa không mấy chị? Em mặc là tay lỡ nha chị Minh Thảo. Cái áo dài đỏ chị Ngọc Lan bao nhiêu ký cao nhiêu vậy chị Ngọc Lan? Chị bao nhiêu ký cao nhiêu lên giùm em để em lấy size nha. Rồi em lên cho mình màu tím cà. Màu tím cà giùm em mấy chị. Trời ơi tím cà nè. Ai mê màu tím lên màu tím giùm em mấy chị ơi. Chị không lên cùng một dòng em không có nhớ chị ơi. Em vừa đọc qua rồi chị hỏi lại em nhớ đâu. Lên cùng dòng thì em trả lời lại cho chị được ha. Còn giờ em không biết chị bao nhiêu ký cao nhiêu luôn. Không bấm cùng một dòng á, comment nó chạy liên tục em không có nhớ nổi chị. Ví dụ cao nhiêu nặng bao nhiêu bấm trong cùng một cái comment giùm em ha. Rồi lên giờ em màu tím cà. Tím cà kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên mã tím cà giúp em. Mét 6, 58kg mà eo 74 thì lấy số 2 giùm em nha chị Ngọc Lan. Lấy số 2 giùm em nha chị. Chốt áo dài đỏ lên giùm em. Áo dài đỏ size số 2 kèm số alo lên giùm em ha. Rồi lên giùm em bộ tím cà đi mấy chị. Bộ tím cà kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt lên giùm em bộ tím cà. Không, cái đó em lên cổ tròn chị Nguyễn Mai. Cái đó em lên cổ tròn chị Thanh Tuyền mặc cho em size số 2 nha. Chị Thanh Tuyền mặc vừa số 2. Chị Ngọc Tuyết nhận đồ rồi mặc đẹp vừa y. Cảm ơn chị Ngọc Tuyết nha. Rồi lên giờ em màu tím cà đi mấy chị. Tím cà kèm size cho em nha. Tím cà kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên giùm em màu tím cà.
Bộ áo dài đỏ là 201 một bộ là lên cái quần màu đỏ. Còn chị nào lấy áo không, chị nào có quần đỏ rồi lấy áo không thì 145.000 một áo dài mấy chị ha. Ống quần này cái ý là chị hỏi rộng bao nhiêu hả chị Mỹ Nga? Cái ống em quần em đang mặc em gọi là ống rộng xéo á mấy chị. Là nó rộng từ 40 đến 45 là 5 size nha, dao động 40 tới 45 là 5 size giùm em ha. Đúng rồi, áo thiêu nghe chị Dung Mỹ. Em đang mặc là size số 1, em 44 kg, 1m55. Đang mặc là size số 1 nha mấy chị. Chị Ngọc Lan ơi, tóm lại á là chị mặc số 2, chị thích cái bông nào cứ chốt cái bông đó kèm size 2 giùm em là em chốt ha. Hàng nào nó cũng có size hết, trừ khi nó hết thì em báo hết nha. Chị Nguyễn Hiền 58 kg, 1m53, mặc cho em size số 3 nha chị. Nguyễn Phượng, bộ em mặc rồi, chị Nguyễn Phượng mặc size 2. Bộ em mặc lên gì em mã tím cà đi chị Nguyễn Phượng. Bộ em mặc lên gì em tím cà size số 2 nha chị. Kèm số alo lên giùm em là có đơn nha. Lên giùm em ha. Bộ tím cà. Rồi, bộ áo dài đỏ nè. 210 một bộ, 145 một áo, có size từ 1 tới 6 giùm em nha. Đây, đỏ này là đỏ hoa mai mấy chị mua, mấy chị mặc những cái dịp nào mà tươi tắn ha. Đi cưới đi hỏi đồ gì đó hoặc là tết cho em nha. Tại cái này nó vừa đỏ mà nó vừa có hoa mai trên đây nữa mấy chị. Ừ. Rồi chị nè, Ngọc Lan có lấy thì lên giùm em nha chị ơi. Chị Tiết Trinh bị ẩn bình luận rồi chị. Một tím một đỏ đô số 2 rồi chị Thiệp bấm số alo giùm em đi chị Thiệp. Lên số alo giùm em nha. Rồi Phương Lê mặc cho em size 3 nha chị Phương Lê ơi. Chị Tiết Trinh hỏi gì hỏi lại rồi chị bị ẩn bình luận em không có đọc được đó chị. Rồi lên giùm em bộ tím cà kèm size, em lên cho mình màu xám nha. Ôi em lên màu xanh trước đi. Trời ơi cái xanh này nó đẹp nè. Sao màu tím Huế lại không có size số 1 vậy ta? Tím cà size 3 cho chị Thanh Tuyền, ok chị. Tím cà 3 cho chị Thanh Tuyền. Rồi em thấy số của chị Thiệp nè. Chị Thiệp là một bộ đỏ đô, bộ tím cà size số 2. Ok chị Thiệp nha. Một bộ đỏ đô, bộ tím cà size 2 cho chị Thiệp. Chấm like hả tim lên giúp em với mấy chị. Rồi chị Thiệp hai bộ này. Bộ em đang bận có chị Trần Huệ bao nhiêu ký, cao nhiêu lên em báo size cho chị. Có size cho tới 77 kg lận mấy chị ơi. 45 kg tới 77 kg em có size nha. Chị Thu Hân mặc cho em size 4 chốt lên thì em tím cà số 4 đi chị. Chốt cho em tím cà size số 4 kèm số alo lên giùm em nha. Rồi một bộ là 165 ship 25, hai bộ là miễn ship. Chất thun co giãn giùm em mấy chị ha. Chồng vô cởi ra thôi, nút giả. Cổ là cổ chồng, cổ vuông cho em nha. Rồi 165 một bộ. Xanh tây bồng là áo dài nha chị Nhung Hà. Chị Diễu Thúy ơi, mình bao nhiêu ký, cao nhiêu lên giùm em ha. Có size em báo, không có size em báo hết nha. Chị Trần Huệ mặc cho em size số 4 nha chị. Trần Huệ mặc size số 4 chốt lên nhà em tím cà size 4 nha. Rồi chị đã chốt tím cà lên mã tím cà giùm em lên cho mấy chị màu xanh lá nè. Bộ em mặc lên giùm em màu tím cà. Nhiều màu lắm chị Thanh Tuyền, coi từ từ giùm em ha. Chấm like hả tim với em mấy chị. Không thấy comment của mấy chị luôn. Bộ áo dài xanh em che phía sau là 210 nha chị Nhung Hà. Chị bao nhiêu ký, cao nhiêu em coi bộ đó chị mặc size mấy. Bộ đó là bộ áo dài xanh ngọc, chốt lên bộ áo dài xanh ngọc giùm em. Nó cũng là thun luôn nha chị. Áo dài bên em cũng là thun co giãn luôn nha. Chồng vô cởi ra thôi, không có dây kéo đâu nha mấy chị. Rồi tím cà size 5 hả chị Ngọc Lo. Lên giùm em bộ xanh lá. Bộ xanh lá kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áo dài chắc chị Nhung Hà phải chờ giùm em á. Tại vì em đang like bà ba. Để em cầm tới cho chị xem được không.
Bộ áo dài đó là dán quần giả váy á nha chị. Rồi lên em bộ xanh lá đi mấy chị. Bộ xanh lá kèm size cho em nha. Xanh lá kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái màu tông lá nó nhạt nhạt chứ không phải lá đậm mấy chị ơi. Đó, màu nhạt nhạt. Quần em mặc là ống rộng xéo 40-45, 5 size với chị Thế Phương. Một tím cà, một đỏ đô size 4 cho chị bé Bam. Chào chị Huyền My. Ủa Huyền My có lựa thêm gì không Huyền My? Bữa chị có đơn đó. Là chị có lựa thêm hay là đi đơn gì chưa? Chị Ngọc Loan ơi, lấy tím cà 5 hả chị? Rồi lên giùm em bộ xanh lá đi mấy chị. Bộ xanh lá kèm size cho em nha. Tím cà 5 cho chị Ngọc Loan. Chị Tiết Trinh ơi, chị bình luận cái câu mà nó bị ẩn rồi á, thì mình đừng có bấm lại giùm em. Mình bấm một cái câu gì khác, nội dung cái ý nó giống nhưng mà nội dung nó khác chị, cái câu chữ nó khác một tí. Chứ mình bấm cùng một câu nó đã không hiện rồi, bấm một câu hoài vậy là nó không hiện đâu chị. Cái đó do tóc tóc chứ không phải do em chị ơi, tóc tóc thì cái thuật toán nó như vậy á. Mình bấm cái gì mà nó có một hai từ mà nó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng là nó không cho hiện lên đâu mấy chị. Kiểu nó vậy đó chứ không phải là tại em nha. 165 nha chị Thế Phương. Rồi chị user gì gì đó. Bé 56 65 kg, mặc kem size số 4 nha. Rồi bé 3 2 bộ nè. Chị đang lựa ok chị Huyền My. Rồi, tím cà 4 em chốt cho chị Linh Như Lý. Chị Mai Cao, không có đồ đẹp, không có đồ mới, like đồ cũ hoài. Mấy chị kêu sống có đồ mới mà người ta like đồ mới thì mấy chị rên không có tiền. Trời ơi. Xanh lá 5 cho chị Ngọc Loan Võ. Ok chị Ngọc Loan Võ nha, tiếng cà 5 luôn. Trời ơi, đồ đẹp lắm chị Mai Cao ơi. Chấm like hả, tim lên giùm em mấy chị. Bộ xanh lá đẹp lắm mọi người. Rất là đẹp luôn. Hôm nay vẫn có sức mồ hôi mấy chị. Mấy lạnh rồi mà vẫn có mồ hôi. Rồi xanh lá 5 cho chị Huyền My. Lá 5 em chốt cho chị Huyền My. Rồi lá 5 em chốt chị Huyền My. Bộ áo dài xanh ngọc đây chị. Đây nha. Bộ dài xanh ngọc là cái tay nó giống, cũng giống giống như cái tay em mặc á. Tay lỡ nhúng, cổ là cổ lượng sóng gì ha. Chất thun co giãn cho em luôn. Cũng có size từ 1-6 nhưng mà form áo dài này nó to. Size 1 cho mấy chị là tầm 47-52-53kg vừa. Còn dán quần của nó là quần giả váy giùm em nha. Quần giả váy là cái ống rất là rộng, như cái váy vậy đó ha. 210 một bộ giùm em nha. Đây nghe chị Nhung Hà. Em cầm chị coi chứ tại vì em chưa la áo dài. Đang la bà ba. Đẹp lắm luôn. Đó. Cái dáng của nó mấy chị mặc lên giống như cái dạ hội vậy mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, được chưa chị? Bộ dài xanh ngọc nha. Lá 5 cho chị Huyền My rồi. Mấy 54 mặc là hơi dài đó chị Nhung My. Lên like hoặc là mang dép cao. Bộ màu vàng nghệ ha, em có vàng nghệ chứ không có vàng tươi nha chị. Rồi chị là chốt bộ vàng nghệ lên bộ vàng nghệ giùm em. Có nha chị Thiệp ơi, nói chung mẫu nào bên em cũng có nhiều màu hết á. Ít lắm cũng phải có được 10 màu chị. Đó. Nên là mỗi một mẫu em like nó hơi lâu mấy chị phải chờ giùm em nha. Rồi, màu vàng nè chị. Chị nào chốt bộ vàng lên thì em bộ vàng nghệ cho em nha. Bộ vàng nghệ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bộ em đang mặc là mã xanh lá cho em ha. Chị lên giùm em chiều cao cân nặng đi chị Nhung Hà. Em coi chị mặc size mấy vừa em báo cho nó dễ nha. Tại mẫu em like cái form em biết nó dễ hơn mấy chị á. Rồi lên cho mấy chị màu xám đi. Màu xám đợt này tuyệt đẹp luôn nha mấy chị ơi. Màu xám cực kỳ đẹp luôn. Em hết áo lẻ rồi chị Hồng Vân. Cái màu xám trắng nè mấy chị, cái màu xám trắng rất là đẹp luôn. Không phải màu trắng mà là màu xám trắng nha.
nó đẹp, nó sang hơn màu trắng nhiều. Màu hồng hả chị Thiệp? Bộ áo dài có màu hồng. Mét 54 mà 54 kg, mét 52 chứ thích mặc ôm chị mặc được bộ áo dài size số 1. Bộ 3 mặc số 2 giùm em cho bộ áo dài đó chị mặc được số 1 nha. Tại bộ áo dài phong thoải mái. Lên em màu xám. Châu Điệp mét 65 74 kg mặc được cho em size số 5 nha chị. Trên 50 tuổi rồi lấy số 6 giùm em. Dưới 50 tuổi còn trẻ trẻ thích mặc ôm lấy số 5. Rồi đây trời ơi bộ màu xám đó chị nè. Sang cực kỳ sang. Em gửi bên GNT nha chị Thu Hồng. Cái mẫu đó là em bán nguyên bộ nha chị Nhung Hà. Bộ áo dài màu em bán là nguyên bộ 210 bộ. Là chị lấy bộ xanh ngọc size 1 ha chị. Chị chốt thì lên em bộ xanh ngọc, bộ dài xanh ngọc size 1 nha. Rồi bộ xám thì em. Bộ xám này mấy chị mua mấy chị thích mặc thường được, mấy chị để dành đi chùa cũng được nha. Đi lễ chùa cho em cũng được. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Đó. Rồi chốt bộ xám lên nha em bộ xám. Bộ xám kèm size. Bộ em đang mặc 165. Bộ bà ba em đang mặc 165 nha. Rồi ok chị Nhung Hà, một bộ xanh ngọc số 1. Còn được bộ đó số 1 cho chị luôn đó. Rồi xanh ngọc áo dài số 1 cho chị Nhung Hà. Mẫu em đang mặc không có màu nâu chị ơi. Rồi chị nào chốt bộ xám lên bộ xám giùm em mấy chị ơi. Xám xám xám. Xanh ngọc 1 cho chị Nhung Hà rồi ok chị nè. À cái màu đó không phải màu nâu chị. Nó là giống như là màu gì ta? Màu tím than á chị nè. Không phải nâu. Màu tím than giùm em nha. Màu em chen canh đó đúng không? Rồi bộ em mặc 165 nha chị Châu Điệp. Một bộ mấy chị lấy một bộ thì ship 25, còn lấy hai bộ thì miễn ship ha. Rồi cái bộ trên canh là màu tím than, không phải màu nâu nha chị. Tím than giùm em đó, thấy có ánh tím không? Rồi em lên mã tím than cho mấy chị nha. Một bộ xám đẹp mà mấy chị không chốt nhỉ. Màu đỏ là tay nó tới đây nè chị. Tay lỡ, nó giống cái tay em đang mặc. Áo dài đỏ, tay nó giống. Nếu mà áo dài đỏ thì chị phải mặc trên size số 2 nha. Tại áo dài đỏ form nhỏ. Cái gì vậy trời. Một bộ là 165, ship 25 giùm em. Còn muốn miễn ship thì lấy từ 2 bộ nha mấy chị. Miễn ship thì từ 2 bộ giùm em nha. Một bộ em không có bao ship được nha mấy chị ơi. Cho em xem xanh ngọc. Xanh ngọc mẫu bà ba hay mẫu gì chị Thanh Tuyền? Chị Vi Nguyễn thì mặc cho em size số 6 nha. Chốt lên cho em mã 66. Kèm số alo lên giùm em. Mi Trần. Một bộ 170 chứ đổi hai áo và ba là đúng rồi chị. Đâu chị đổi mà đâu phải chị lấy hai bộ đâu. Hai cái mà đổi trả lại là hai cái thì phải tính ship cho em chứ. Rồi lên giùm em bộ này là màu tím. Màu tím than giùm em mấy chị ơi. Tím than kèm size. Rồi đợi tí mặc lại bộ xanh ngọc và ba cho nha. Lên giùm em màu tím than. Tím than kèm size 1 2 3 4 5 6. Chị Phạm Yên mặc trên size số 4 nha. Rồi một áo đỏ size số 2 cho chị Nhung Hà. Một áo dài đỏ size 2 cho chị Nhung Hà. Áo dài đỏ là chị lấy áo thôi hay chị lấy nguyên bộ vậy chị Nhung Hà? Đỏ 2. Chị lấy áo thôi hay lấy bộ? Rồi áo. Bộ em mặc nó vậy em mã tím than nha mấy chị. Bộ tím than kèm size cho em nha. Chị đi mi. Chị đi mi chốt cái gì chị? Chốt cái gì thì lên cái màu kèm cái size giùm em nha. Lên số alo mà không có lên màu sản phẩm em không biết chị chốt cái gì á. Rồi lên giùm em bộ tím than kèm size. Bộ tím than size 1 cho tới size số 6 giùm em ha. Chốt lên cho em mã tím than mấy chị. Quần có túi nha chị nha. Quần có hai túi cho em ha. Rồi chị nào chốt bộ tím than. Lên em bộ tím than có tím Huế luôn nha chị Đính Kim. Rồi em mặc lại màu xanh ngọc cho mình nè. Bộ này lên giùm em bộ xanh ngọc bà ba mấy chị ha. Chốt bộ xanh ngọc bà ba lên giùm em bộ xanh ngọc bà ba.
Chị ơi, hai bộ đổ lên mới miễn ship chị Dung Hà. Nên để bộ áo dài đó chị lấy luôn nguyên cái quần đi là miễn ship. Còn mà ba sản phẩm dưới đổ lại ha, không có đủ bốn sản phẩm là ship 25 giùm em nha. Rồi vàng nghệ size số 4 em chốt cho chị Đi Mi. Vàng nghệ size 4 cho chị Đi Mi. Co giãn nha chị Phạm Biến ơi. Rồi vàng nghệ 4 cho chị Đi Mi. Bộ em mặc là màu tím than giùm em mấy chị. Rồi em lên lại xanh ngọc nè. Xanh ngọc đẹp lắm chị Thanh Tuyền. Rồi chị nào chốt xanh ngọc lên xanh ngọc cho em nha. Bộ xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên trên mã xanh ngọc. Xanh ngọc giùm em mấy chị. Xanh ngọc kèm size 1 thứ 6 cho em ha. Chấm like hả tim giúp em với mấy chị ơi. Còn nhiều màu lắm chị Linh Như Lý. Em lên khi nào mà em kêu rồi hết màu đó là nó hết. Còn em vẫn cứ lên là nó vẫn cứ còn màu nghe mấy chị. Rồi lên giùm em bộ xanh ngọc. Bộ xanh ngọc kèm size từ 1 tới 6 cho em nha. Bộ xanh ngọc size 1 cho tới size 6 mấy chị ơi. Rồi chốt lên trên mã xanh ngọc. Xanh ngọc kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xanh ngọc 3 em chốt chị Thanh Tuyền. Bộ em đang mặc 165, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship mấy chị nha. Rồi lên mã xanh ngọc giùm em đi mấy chị. Xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bộ tím Huế là ở đây không thấy size số 1. Tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em lên giùm em 6. Chốt tím Huế lên tím Huế cho em nha. Quá trời đất đẹp mấy chị ơi. Màu tím Huế. Mê chưa, mê chưa. Tím Huế mà cái tông Huế tươi rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi em lên màu tím Huế nha. Chị Thu Thu. Cô lấy một bộ màu tím than rồi cô Thu Thu mặc size số 3 giùm con nha. Cô Thu Thu lên giùm con số alo là có đơn. Rồi em lên bộ tím Huế nha. Bộ em mặc mã xanh ngọc giùm em mấy chị. Thun co giãn nha chị Nguyễn Trang ơi. Nguyễn Trang, Nguyễn Trương gì đó. Dia sơ dia ơi, chị ẩn lận rồi, em không thấy chị đọc gì hết chị. Mẫu em đang mặc là bán nguyên bộ 165, một bộ ship 25, hai bộ thì miễn ship mấy chị ha. Hàng có size cho mấy chị từ 45kg cho tới là 77kg tùy cái chiều cao giùm em nha. Rồi chốt đơn thì lên giùm em cái màu kèm cái size kèm số alo là có đơn. Rồi lên giùm em bộ tím Huế. Chị Rớt Ngô ơi, bộ nào cũng 165 hết chị. Rồi chị Rớt Ngô, bộ xanh ngọc là 63kg là chị mặc cho em size số 4 nha. Một bộ xanh ngọc size 4 em chốt chị Rớt Ngô nè. Rồi lên giùm em màu tím Huế đi mấy chị. Tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6. Em không thấy tím Huế số 1. Cô Thu Thu lên số alo giùm con mới có đơn được nha. Trời ơi, cái bộ tím Huế đây. Nãy giờ em mặc số 1 không, bộ này nó không có số 1. Em mặc số 2 bộ này nè, đó, hơi rộng một tí. Rồi chị nào chốt bộ tím Huế lên cho em bộ tím Huế đi mấy chị. Bộ tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6. Lên bộ tím Huế giùm em nha. Em không có quần ống nhỏ chị ơi. 39kg là chị phải bóp eo lại mới mặc được, chị đem đông thôi, nó hơi rộng nha chị. Rồi xanh ngọc 4 cho chị Rớt Ngô một bộ nè. Lên cho em bộ tím Huế đi mấy chị ơi, tím Huế quá trời đẹp. Trời ơi, tím Huế nha chị Đính Kim. Xanh lâu mà xanh chị. Rồi lên mã tím Huế giùm em. Một tím than, một tím cà số 4. Rồi chị user GA gì đó, chị lên giùm em số alo đi chị. Một tím than, một tím cà số 4 lên số alo cho em có đơn nha. Bấm được số alo lên giùm em là có đơn. Cô Thu Thu ơi, bấm số điện thoại của cô lên giùm con đi cô. Không có màu trắng mà nó có màu xám trắng chị. Màu xám trắng mình mặc nó dễ chịu hơn màu trắng. Đẹp hơn màu trắng nhiều. Màu trắng lên dơ lắm mấy chị. Màu trắng lên rất là dơ. Trần Thủy mặc cho em size số 5 nha. 165 một bộ. Thích màu trắng thì lấy màu xám trắng này chị ơi. Hay là chị bên đạo. Nếu bên đạo thì em không có màu trắng nha. Đó, có màu xám trắng. Tím than size 2 cho chị Đính Kim.
Màu tím Huế rất là đẹp luôn chị. Có khi do cái app mình nhìn lên nó bị cháo màu, chứ ngoài nó là màu tím Huế. Cái màu tím và cái của trái cà tím nó sao là bộ này y nguyên vậy đó. Y nguyên vậy luôn, không có khác gì tí nào luôn á. Nha. Màu tím của trái cà tím sao là màu này y chang vậy đó. Mà nhiều khi do ấm đèn rồi mấy chị nhìn thấy hay là do cái máy điện thoại của mình đó mấy chị. Cái dòng máy nào mình nhìn màu nó tươi, cái dòng máy nào mình nhìn nó mạt nhạt hơn tí. Chứ không phải ai nhìn cũng giống ai đâu mấy chị ha. Một sáu năm nha chị Thùy Linh. Rồi em thấy số chị Văn Nguyên nè. Ok chị Văn Nguyên. Một tím than, một tím cà số 4 cho chị Văn Nguyên. Nhìn lại giùm em lần nữa số cho đúng chưa nha chị. Tại vì chị mình bấm nhiều khi nó cấn phím mình lên nó bị sai số đó. Mình nhìn lại giùm em lần nữa coi số đúng chưa nha. Rồi chị Văn Nguyên là hai bộ tím than, tím cà số 4. Trang Anh ơi, Trang Anh bị ẩn luận rồi, đặt cái gì đặt lại giùm em nha. Ờ, chứ cái màu mà của trái cà tím sao là màu này y nguyên vậy luôn đó chị Đính Kim. Đẹp lắm luôn, cái màu tím Huế mà không lấy uổng. Hiếm khi có tông tím Huế mà nó sáng như vậy mấy chị. Đó giờ lên tím Huế nó toàn tối tối không à. Tím Huế size 6 cho chị Kiều Anh có đơn nè. Rồi tím Huế 6 cho chị Kiều Anh. Kiều Anh bao nhiêu ký, bao nhiêu vậy chị Kiều Anh? Kiều Anh lên nhà em chiều cao cân nặng nha. Rồi chị Như Loan, Võ thì Như Loan, một tím than, một tím Huế lên. Tím Huế không có số 1 chị ơi. Em đang mặc bộ này số 2 nè, sao bộ này tự nhiên em không thấy có số 1 luôn. Không biết có lộn vô cái cục nào không. Mà em thấy số 2 không à. Không thấy số 1. Bảy mươi ký cao nhiêu chị Phạm Minh ơi, lên nhà em chiều cao. Ồ, 1m58 70 ký lớn tuổi không chị Kiều Anh? Nếu mà 50 tuổi đổi lại thôi, chị lấy cho em size số 5 là ok đẹp rồi đó. Số 6 là tới 75 77 ký lận chị. Ha. Chị lấy size 5 không? Có đổi lại size 5 thì em đổi nha, tại vì có 70 ký hả. Rồi chị Phương Lê, một tím Huế, một xám size 3. Phương Lê lên số alo giùm em luôn. Phương Lê lên nhà em số alo. Chị Như Loan ơi, tím than số 1 có mà tím Huế số 1 không có. Chị lấy tím than với tím cà được không? Được, lên số alo em chốt luôn. Rồi ok chị, em lấy chị size số 6 nha. Kiều Anh. Phạm Anh mặc size 5 giùm em chị. Phạm Mon. Mặc size 5 giùm em, chốt màu gì lên màu kèm size 5 cho em nha. Chị Như Loan em chốt cho chị được một bộ tím than, có lấy thì lên số giùm em. Với lại chị Như Loan lên giùm em cái số ký chiều cao luôn nha chị. À, bộ ngoài sao là 170 luôn nha chị. Đêm đông bộ này 170 em, nhưng mà 39 ký mặt rộng lắm chị. 39 ký mặt rộng bộ đó form to. Rồi em thấy số chị Phương Lê có đơn nè. Chị Phương Lê là hai bộ, một tím Huế, một xám số 3 cho chị Phương Lê. Tím Huế xám 3 chị Phương Lê. Rồi, tím Huế xám 3, chị Phương Lê có đơn. Rồi, em thấy số chị Như Loan, em chốt cho chị bộ tím than trước nha. Để tím Huế nó không còn xe số 1. Số 1 48kg nha chị. Như Loan bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị ha? Rồi, chị Như Loan là một bộ tím than ha. Rồi. Tím than số 1 chị Như Loan. Bộ tím than đang trên canh nè chị. Đó, trên canh là màu tím than á. Đây. Tím than là em đang chốt nè. Rồi cho chị Như Loan. Bộ 165 chị, một bộ 165 nha chị ha. Trời ơi, cái form đó ít người lắm chị. Ít người lắm. Nếu 39 ký em còn hai cái áo này size số 1 nè, 85.000 mà em sale có 55.000 thôi. Áo bông mình mặc lên với quần đen là cái form nó nhỏ xíu à. Là chị mặc được, chị có lấy thì em lấy cho.
nha. Chị có lấy thì em lấy áo bông đó cho, cái form đó nó nhỏ xíu à. Tại em mặc ôm dữ lắm luôn, là chị mặc được hai cái áo đó. Chị có lấy thì em lên cho lấy. Nè, cái này là tím cà nè chị Như Loan. Ok ha. Chị lấy bộ tím cà ha. Chị Mili. Chị Mili mặc cho em size số 4 nha chị. Một bộ màu tím. Màu tím gì chị Thủy Tiên? Em có 3 tông tím lận. Em đang mặc là tím Huế. Em đang cầm này là tím cà. Và một cái tông tím tối vào nhất nữa là màu tím than đó. Chị lấy tím nào chị? Chị lấy tím nào? Rồi một tím than số 6 cho chị Như Loan. Một tím cà 1 cho chị Như Loan. Tím than 6. Chị mua cho hai người hả chị Như Loan? Bình lục ơi, gửi hình là không còn đâu chị. Gửi hình là không còn đâu. Em chỉ chốt trên like thôi. Nhiều khi mấy chị coi hình là hình đã qua mẫu rồi á. Rồi ok, chị Như Loan là một tím cà. Rồi thêm một tím than số 6. Em đâu có thấy tin nhắn nào của chị Bình Lục đâu. Không thấy tin nhắn nào của chị hết á chị. Bộ em đang mặc size số 3. Rồi chị Thủy Tiên lên số giùm em nha. Chị Phương BL. Phương BL nữa chị ơi, nếu mà chị eo của chị 85, 86 đổ lại thích mặc ôm cho em thì lấy số 4. Còn mà trên 50, 60 đổ lên rồi lấy cho em size số 5 nha. Mà ở tỉnh nào vậy chị Bình Lục? Một bộ tím Huế số 4, Mili lên số alo giùm em luôn chị Mili. Mili lên số alo giúp em ha. Mili lên giùm em số alo. Hai cái áo này em tính em không like nữa, em tính để mặc nè, mà tại vì chị thích thì em đưa lên cho chị lấy. Lấy cái, hai cái. Ba cái chị. Ba cái này. Đó, áo này là em bán là 85 nè. Mà em xả 55 còn mấy cái mà size số 1 không tính để mặc á. Số 3 rồi chị Thủy Tiên lên số điện thoại á chị, em biết rồi nhưng mà chị lên số điện thoại em mới có đơn được nha. Rồi bộ em mặc chị nào chốt lên giùm em là bộ tím Huế đi cả nhà. Bình Dương 2 ngày nha chị. Bình Dương 2 ngày giùm em nha. Bình Dương 2 ngày. Kể từ lúc gọi chốt đơn đừng có tính từ lúc ngày đặt hàng nha. Đừng có tính ngày nay ngày thứ nhất, ngày mai ngày thứ hai không thấy hàng tới nha mấy chị. Rồi em thấy số chị Thủy Tiên. Thủy Tiên có một bộ màu tím Huế size số 3 nè. Ngọc Trần, Ngọc Trần ơi, Ngọc Trần mặc cho em size số 4 nha chị. Ngọc Trần mặc cho em size số 4. Đây, cái áo này nha, form nhỏ lắm. 44, 45 kg đổ lại, chị 39 kg chị mặc về thích ôm thì chị nhấn cái bên lại giùm em tí xíu nữa. Không thì em để mặc luôn cái 55 ngàn, thật sự cũng bán cũng chẳng làm gì. Đó, em mặc là ôm cứng luôn rồi. Đó, được chưa? Size số 1 nha. Đó, áo này 85, mẹ em size 55 đó, size 1. Chị có lấy là cái màu đỏ nè. Chị tím Huế số 4 là Mili lên số điện thoại giùm em chị Mili. Thêm bộ tím cà số 6 cho chị Kiều Anh. Là áo này chị mặc lên với quần đen hoặc quần trắng thôi nha chị. Chị Duyên Diệu bao nhiêu ký vậy chị Duyên Diệu? Mili lên số giùm em có đơn nha chị ơi. Chưa thấy số chị Mili. Thủy Tiên một tiếng Huế xe số 3. Đi ẩn rồi, bây giờ chị bấm cho em là 5 số, 5 số tách ra đi chị, đừng gõ vòng 10 số nữa. Chị bấm 5 số đầu lên trước, 5 số sau lên sau giùm em nha, cũng được nữa. Bấm vòng 10 số nhiều khi nó ẩn. Rồi cái áo hoa đỏ số 1 nè. Bà gì đâu rồi, có còn coi không? Không em like tiếp chứ không thôi em like coi chị không nói năng gì hết. Đêm đông. Mặc chứ quần đen hoặc quần trắng thôi chị. Ba cái. Mặc chứ quần đen hoặc quần trắng thôi, cái này áo lẻ mà. Rồi màu hồng nè. Trời ơi bán 55 ngàn mặc cho coi á là ok lắm rồi á. Rồi 75kg 1m55 mặc được cho em size số 6. Có size 6 nha chị Duyên Diệu. Có size 6 nha chị.
Rồi hồng nha. Đó. Chỉ có mấy cái này là chị vừa thôi. Không có cái nào chị mặc được nữa hết á. Cái này, hai cái này em thấy form nó nhỏ. Rồi. Đây. Xanh. Đỏ hồng xanh. Thích thì về nhấn ben lại tí rồi mặc. Ship 30, không có ship 30 đâu chị Trần Văn. Ship bên em là 25 thôi. Có thể chị tính đó, giá nó không đúng hay gì đó. Hàng sale nhiều khi sale 65, sale 60 gì đó là mình tính không chuẩn thì em tính lại cho, chứ không có ship 30 đâu chị. Còn hàng sale là không có miễn ship. Hàng sale là không miễn ship ha. Rồi được chưa? Xanh đậm số 1, trời nhớ luôn đó. Chị Lưỡng mới nhớ cái bông này là bông xanh đậm luôn đó. Milly em thấy được có 5 số à chị. Lên giùm em 5 số nữa đi chị. Áo xanh đang mặc hết rồi. Còn cái số 1 hà chị Bình Lộc. Quần rời là như này nè chị. Đen hoặc trắng thôi. Quần rời là chị, áo lẻ là chỉ có phối quần đen với quần trắng là thành bộ thôi chị. Đó chị thấy mặc quần trắng không. Chị không thích quần trắng thì chị lấy quần đen. Cộng thơm để mặc 55.000 like mệt mỏi. Chị nhận hoa sen đẹp lắm chị, 1m62 không được dài. Thì bữa em có nói rồi đó chị Hồ Thảo. Bộ đó là chị mặc quần nó gần tới mắt cá chân thôi chứ không có dài hơn. Không có phủ gót được, mắt cá chân lửng lửng cỡ đó là tại chị cao. Mà mẫu đó em không có may dài. Ví dụ như mấy mẫu này em may dài nè. Còn mẫu quần ống rộng nó không có may dài chị. Rồi lên giùm em màu này. Màu này chốt lên giùm em màu gì ta. Màu vàng đồng á mấy chị. Màu vàng đồng giùm em ha. Trời ơi, rồi chốt lên cho em màu vàng đồng kèm size 123456. Vàng đồng kèm size 123456. Milly ơi, em thấy được có 5 số đầu thôi, chị bấm tiếp 5 số cuối giùm em. Bấm số không được, bấm chữ luôn đi chị. Rồi lên cho em bộ vàng đồng. Bộ vàng đồng kèm size, bộ em đang like là 165 mấy chị ha. 165 một bộ ship 25. Hai bộ miễn ship. Rồi chị nào chốt bộ này lên giùm em là bộ vàng đồng ha. Vàng đồng kèm size cho em. Kèm quần thì chỉ có quần đen thôi. Chị có chịu quần đen thì em lấy quần đen với áo đó cho chị. Quần đen là 75. Còn áo là 85, sale 55. Chịu thì ok lên số alo giùm em. Hai áo một cái quần cộng 25.000 tiền ship vô giùm em nha. Rồi chốt lên giùm em bộ màu vàng đồng với chị. Vàng đồng kèm size 123456. Bộ nào cũng 165 hết chị ơi. Là cái mẫu em đang like đó, màu đen nè. Rồi, đây nè chị, thích thì lấy mặc cái quần đen này với áo đó thành bộ nè. Nó là áo lẻ mà, đâu phải nguyên bộ đâu. Rồi, lên giùm em bộ màu đen nè. Bộ màu đen kèm size. Bộ màu đen kèm size 123456. Rồi, để làm sao cái mẫu đó em nói xưởng chỉnh cái quần dài dài lên một tí nha chị. Rồi Milly không có đơn nha chị ơi. Chị lên có 5 số làm sao em chốt được. Ráng lên đủ số cho em mới chốt được. Rồi chị nào hỏi em bộ màu đen. Chốt bộ đen, bộ đen. Bộ đen size 6 em hết rồi nha. Size 6 mỗi màu có được 2 bộ thôi. Chị nào lưỡng lượng rồi size 6 không còn đâu mấy chị. Rồi chốt bộ đen lên giờ em. Bộ đen kèm size. Bộ em đang mặc là màu vàng đồng cả nhà. Vàng đồng kèm size cho em nha. Rồi vàng đồng chị Thanh Thúy size số 3. Thanh Thúy lên số giùm em luôn Thanh Thúy. Vàng đồng 3 em chốt cho chị Thủy Tiên. Vàng đồng với chị ơi. Vàng đồng, chị Thanh Thúy lên số alo cho em nha chị. Bộ mặc lên mã vàng đồng giùm em. Bộ sen vàng có số 1 nha chị Kiều Quyên. Sen vàng có số 1. Rồi Thủy Tiên nè. Thanh Thúy bấm số giùm em rồi. Chị Thanh Thúy có đơn nè. Không có áo hồng chị ơi, Hồng Vân ơi, mẫu đó em hết rồi chị. Rồi vàng đồng, bộ em mặc lên mã vàng đồng đó nha. Vàng đồng kèm size em ha. Bộ sen sau lưng có số 1 chị Kiều Quyên, bộ đó 170 giùm em ha. Rồi có ai chốt vàng đồng nữa không mấy chị? Vàng đồng kèm size cho em. Quá trời đất đẹp mấy chị ơi. Lúc em không có mẫu này mấy chị hỏi ly, hỏi lịa, hỏi tới tấp luôn. Giờ like thì mấy chị không thấy ai chốt. 41kg, 1m55, mẫu đó mặc rộng lắm nha chị. Rộng lắm.
phải bóp eo mới mặc được. Rồi lên giờ em màu vàng đồng, chấm like hả tim giúp em với mấy chị, chấm like hả tim giùm em ha. Rồi em lên cho mấy chị màu hồng nha. Hồng này mấy chị chốt lên giùm em là màu hồng sen. Rồi lên giùm em màu hồng cánh sen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên mã hồng cánh sen cho em, size 1 cho tới size số 6. Màu hồng cánh sen mấy chị ơi, hồng cánh sen size 1 tới size 6 giùm em. Áo bông em hết rồi chị Hồng Vân, áo lẻ em hết rồi chị. Lên cho em màu hồng cánh sen mấy chị, hồng cánh sen size 1 tới size 6 cho em nha. Đẹp chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa mấy chị ơi. Màu hồng. Rồi chốt bộ hồng lên cho em bộ hồng. Chị đem đông lên số alo giùm em đi chị. Lên số đi em chốt chưa thấy số. Màu hồng cho em mấy chị ơi. Hồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chốt bộ hồng lên bộ hồng cho em nha. Hồng ơi hồng mấy chị ơi hồng. Hồng kèm size từ 1 tới 6 giùm em. Rồi lên tiếp giùm em màu xanh đen. Hồi nãy em lên là màu đen rồi, màu này màu xanh đen nha. Em 44kg 1m55, em đang mặc size số 1. Chị Milly lên được có, để em coi chị Milly khách cũ hay khách mới vậy chị. Có 5 số làm sao mà em chốt cho chị được. Không có đơn, Milly không có đơn. Rồi bộ hồng giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em lên mấy chị màu xanh đen. Hồi nãy là màu đen nha. Rồi màu này là màu xanh đen giùm em. Màu xanh đen. Hồng sen 4 cho chị Linh Như Lý, ok chị. Rồi hồng sen 6 em chốt cho chị Ngọc Loan. Lên em mã hồng sen mấy chị ơi. Bộ em mặc lên vậy em mã hồng sen. Rồi hồng sen 6 cho chị Ngọc Loan. Chị Lê Thị Bến, lên giùm em thêm cái chiều cao đi chị. 60kg cho em thêm cái chiều cao nha. Thêm chiều cao giùm em. Quá trời đẹp mấy chị ơi. Mê luôn. Lên thêm giùm em cao bao nhiêu chị? Chị Lê Thị Bến. Rồi em lên cho mấy chị màu xanh đen. Bộ 165 ship 25 hai bộ miễn ship nha chị Nguyễn Duyên ơi. Rồi lên xanh đen giùm em nè mấy chị. Xanh đen size 1 cho tới size số 6 lên chị em mã xanh đen. Màu xanh đen. Rồi chốt xanh đen mã xanh đen cho em ha. Xanh đen 1 2 3 4 5 6. Bông phía sau là áo dài nha chị. Rồi 60kg 1m56, nếu mà có bụng nhiều thì lên cho em số 4 luôn nha chị Bến Thị Lê ơi. À, chị Lê Thị Bến. Còn dáng gọn ha, eo 80 đổ lại mặc cho em size số 3 nha. Rồi lên giờ em màu xanh đen. Xanh đen kèm size. Rồi chốt lên cho em mã xanh đen mấy chị. Màu xanh đen cho em nha. Xanh đen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị mới nhận đồ Bia Ma gửi. Vừa lắm con, chị nó thích lắm. Mua nữa không chị Xương Rồng? Trời ơi có 55.000 bộ. Chị thấy cái bộ Bia Ma nó đẹp hết hồn không? Quá trời đất đẹp. Bán có 55.000 bán lỗ. Lấy thêm không chị? 55.000 quốc ngờ. Chục bộ, 20 bộ gì chứ nó mặc cái mùa hè này đã luôn. Bà đem đông em không có thấy số alo của chị nha chị ơi. Rồi bộ em mặc lên giùm em bộ xanh đen mấy chị. Xanh đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. 165 nha chị Ngọc Yến. Mã xanh đen thì em rồi em lên giống chị một cái tông hồng tươi. Hai màu nữa là hết màu, em đưa lại từ đầu rồi em qua mẫu nha. Cái bộ này nó hồng hồng đỏ đỏ mấy chị ơi. Nó kêu màu gì ta? À, nó giống như là đỏ ớt hay gì á. Hồng hồng đỏ đỏ không biết kêu màu gì.
Cái này mấy chị chốt lên cho em đó, mấy chị nhìn nó có đỏ nhưng mà nó có hồng luôn. Mã đỏ hồng giùm em đi, mã đỏ hồng cho em nha. Đó, hồng hồng mà cũng có màu đỏ nữa, không biết kêu màu gì, màu lưỡng tính quá. Rồi em lên màu này 165 nha chị Thúy Huỳnh ơi. Bộ em mặc 165, một bộ ship 25. Còn mấy chị lấy từ hai bộ đổ đi thì em miễn ship cho mấy chị luôn nha. Rồi em lên mã đỏ hồng nè. Bộ hồi nãy là hồng sen, bộ đang mặc là màu xanh đen nha. Rồi em lên mã đỏ hồng. Đỏ hồng kèm size từ 1 tới 6 giùm em. Màu này tươi nè, đẹp nè mấy chị. Ai thích tươi thì lấy. Rồi lên cho em mã đỏ hồng. Size 1 cho tới size số 6 cho em nha. Nó đỏ đỏ hồng hồng á mấy chị. Màu lưỡng tính. Rồi lên giùm em mã đỏ hồng đi mấy chị ơi, size 1 cho tới size số 6. Đỏ hồng 1 2 3 4 5 6 cho em nha. Bộ xanh là bộ nào chị Ngọc Yến? Rồi lên cho em mã đỏ hồng mấy chị. Đỏ hồng kèm size giúp em ha. 1 2 3 4 5 6 chốt lên cho em mã đỏ hồng. Vừa đỏ đỏ vừa hồng hồng. Xanh đen màu nào cũng là 165 hết chị. Nãy giờ em like có một mẫu thôi mà nó có nhiều màu, bằng giá nhau hết ha. Không có mỗi màu một giá đâu mấy chị ha. 165 cho em. Rồi màu cuối cùng lên giùm em là màu, nãy em lên giùm chị vàng nghệ, vàng đồng rồi. Cái màu này em không biết kêu màu gì. Cái màu này em không biết kêu màu gì luôn mấy chị ơi. Ai đặt tên giùm em cái màu này ấy. Tại có 3 tông lượng, hồi nãy em lên là cái bộ này là em kêu vàng nghệ nè ha. Rồi bộ này em kêu là màu vàng đồng đó. Rồi còn bộ này em biết kêu màu gì luôn, nó cũng vàng chẳng biết kêu màu gì luôn mấy chị ơi. Em hết áo vào 3 rồi chị Phạm Bích. Vàng đồng nè chị, bộ này em lên là màu vàng đồng rồi đó. Màu này nó đúng nè, vàng đồng nè. Còn cái màu này em biết kêu màu gì, màu bò, màu vàng. Màu vàng bò, màu vàng chùa nữa chứ. Chị Diễu Thí ơi, khổ ghê đi đó. Đỏ hồng, đỏ hồng size mấy vậy chị Liễu Ngô? Lên cái size giùm em với. Màu bò, màu bơ, không có màu bơ chị Thỏ Trắng, không có màu bơ chị. Rồi vàng đỏ hồng size 4 em chốt cho chị Thí Liễu Ngô. Thị Liễu Ngô. Rồi cái màu này em biết kêu màu gì, mấy chị cứ chốt lên cho em là màu. Rồi đỏ hồng 4 cho chị Liễu Ngô. Mấy sư mặc bộ đó không hả? Màu vàng chùa. Mà quá gì ơi, tên kỳ quá. Tại em chưa có thì chị Phạm Bích hết rồi chị. Chưa có lô nào may xong hết. Bộ không, đợt này lên bộ không à. Rồi đỏ hồng chị lấy size mấy chị Bến thôi. Chị Lê Thị Bến nãy em tư vấn sai cho mình rồi đó. Nếu mà gọn eo 80 đổ lại lấy số 3, eo trên 80 lấy số 4. Chị lấy size 3 hay size 4 thì chị bấm cái size lên giùm em ha. Rồi mã đỏ hồng. Rồi bộ này lên giùm em bộ màu gì trời. Màu vàng, vàng đậm đi. Rồi bộ này lên mã vàng đậm giùm em đi ha. Đó nó khác hai bộ kia nha. Rồi lên giùm em bộ này vàng đậm. Chị Bến chốt size 3 hay size 4 bấm lên giùm em chị. Em tư vấn cho mình là giữa size 3 với size 4 chị chọn cái size nào thì chị bấm lên giùm em thôi. Tại cái dáng người của mình thì mình biết ha. Rồi 60kg lên chiều cao đi Ngọc Yến, cho em cái chiều cao luôn chị. Rồi lên mã vàng đậm giùm em đi mấy chị ơi. Mã vàng đậm cho em nha chị. Mấy chị chốt theo em, đừng chốt theo ý mấy chị là em lấy lộn. Bộ em mặc là lên giùm em là màu vàng đậm nha. Đừng có bấm vàng bò nha. Tại vàng bò hồi nãy em lên cái một cái bộ mã khác rồi đó. Chị Thanh Thúy lấy màu vàng bò hay sao chị Thanh Thúy? Hồi nãy là chị lấy màu vàng đồng rồi đó. Bây giờ chị lấy màu vàng bò. Hai cái màu nó cũng na ná gần gần nhau. Mình đừng lấy hai màu đó chị. Lấy màu được rồi. Hay là chị thích, chị thích thì em lấy nha. Ngọc Yến lên giùm em thêm chiều cao. Cô Ba miền Tây 165 một bộ chị. Rồi bộ em mặc chốt mã vàng đậm giùm em đi mấy chị. Vàng đậm kèm size. Em lên lại cho mấy chị ba tông vàng này để khỏi lộn nha. Ba tông vàng này khỏi lộn giùm em nè. Bộ em mặc là vàng đậm cho em đi mấy chị. Bộ này lên giùm em là vàng nghệ.
Em khổ tâm em ghê, mỗi lần like màu là nó rất rối lắm. Rồi vàng nghệ cho em là bộ đang cầm vàng nghệ nha. Bộ đỏ hồng số 4 cho chị Lê Sen. Rồi vàng nghệ giùm em ha. Vàng này vàng đậm nha. Rồi bộ này lên cho em màu vàng đồng. Rối não chưa mấy chị? Vàng đồng giùm em. Vàng đồng cho em nha, đó. Là chị Thanh Thúy ơi, là mình lấy thêm hay sao? Đỏ hồng 4 cho chị Lê Sen, thêm bộ nào nữa không chị? Ngọc Yến mặc cho em size số 3 nha. Rồi chị Di Sơ 9837 cuối á. Em thấy số alo của mình á, mình đặt cái gì ha chị? Mình đặt cái gì? Bộ xanh đen tím tím hả? Xanh đen là xanh đen mà tím là tím chị ơi. Xanh đen tím tím mà em không biết lấy bộ nào nha. Rồi em đưa lại màu mấy chị vô sao coi lại giùm em được nữa. Em qua mẫu bộ em mặc chốt giùm em là vàng đậm. Vàng đậm giùm em. Bộ này thì chốt lên giùm em là bộ xanh đen nha chị Ngọc Yến. Lấy em mã xanh đen size số 3 nha chị Ngọc Yến, mặc size 3 giùm em nha. Vải thun nha chị Honey. Bà ba sau lưng, bà ba sau lưng 170 nha chị Phương Nguyễn. Cái mẫu đó em cũng bán nguyên bộ nha chị. Rồi lên giùm em bộ xanh đen. Bộ xanh đen giùm em nha. Xanh đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt lên giùm em bộ xanh đen mấy chị. Xanh đen 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên cho em mã xanh đen. Được chưa? Bộ này đúng không chị Ngọc Yến ơi? Đúng thì ok, lên bộ xanh đen giùm em nha. Xanh đen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên giùm em bộ hồng cánh sen này. Lên cho em mã hồng sen. Hồng sen cho em size 1 cho tới size 6. Mã hồng sen nha mấy chị. Hồng sen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên giùm em màu hồng sen. Hồng sen cho em ha. Hồng sen 1 tới 6. Áo thun lưng thun luôn nha mấy chị ơi. Quần có hai túi hai bên. Hai túi xéo như vậy nè. Rồi chốt hồng sen cho em mã hồng sen. Tím Huế. Tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em, chốt cho em bộ tím Huế. Bộ tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6 mấy chị nha. Tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6. Là chị không lấy cái vàng đồng đúng không? Chị lấy vàng đậm. Bỏ cái vàng đồng ra. Lấy cái vàng đậm. Rồi ok chị Thanh Thúy. Rồi lấy em bộ tím Huế đi mấy chị. Bộ tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6 cho em mã tím Huế. Vàng nghệ 4 cho chị Liễu Ngô. Một bộ 165 nha cô Tư Cà Mau. Rồi lấy em bộ tím Huế đi mấy chị. Áo nhí cam em chỉ còn size số 2 thôi. Chị 8213 chị chốt size mấy? Rồi lấy em bộ tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6. Bộ này lên giùm em bộ đỏ hồng. Lấy bộ đang mặc hả chị Ngọc Yến? Bộ đang mặc bấm giùm em là vàng đậm kèm cái số alo lên giùm em nha Ngọc Yến ơi. Bấm giùm em vàng đậm size 3. Kèm số alo lên giùm em nha chị đẹp. Rồi chị Tiết Nhung mặc cho em size số 2 ha. Số 3 nhí cam hết rồi chị. Lên giùm em bộ đỏ hồng mấy chị. Bộ đỏ hồng cho em nè. Chốt lên giùm em bộ đỏ hồng. Con canh đầm hay bộ con canh là áo dài nha chị. Rồi lên giùm em bộ đỏ hồng. Bộ đỏ hồng kèm size cho em ha. Bộ đỏ hồng mấy chị ơi. Bộ đỏ hồng cho em. Rồi lên giùm em bộ đen. Bộ đen kèm size 1-6 1-5 em hết đen 6 ha. Lên giùm em bộ đen size 1-5. Chị Ngọc Yến lên giùm em số alo nha chị. Mới có đơn ha. Rồi vàng nghệ 4 cho chị Thị Liễu Ngô. Vàng nghệ 4. Em chào chị Nhàn nha. Vàng nghệ 4 cho chị Thị Liễu Ngô. Bộ em đang mặc là 165 mấy chị. Một bộ cộng 25 ship, hai bộ miễn ship giùm em ha. Rồi chị nào thích màu đen lên giùm em bộ đen cả nha. Chị Hồ Hoa đặt hai bộ vàng đậm và bộ hồng size số 3. Rồi chị Hồ Hoa lên giùm em số alo đi chị Hồ Hoa.
165 một bộ chị An Giang ơi. 165 một bộ ha, mình lấy hai bộ miễn ship, lấy một bộ thì ship 25 giùm em nha. Không chị Bảo ơi, ủa em tha bữa em thấy nó đi vô nó xin nút em rồi mà sao lại nó không bỏ vô ta? Với lại không phải đâu chị, nhiều khi dán mà vội quá xong rồi nó chưa có khô keo á, gõ vô bịch luôn á, nó chốc ra chứ dán chắc hơn đóng chị, đóng nó dễ rớt đinh lắm. Đó, dán rất chắc. Còn nó lỡ cái nào mà nó lỡ keo nó chưa dính nó bị rớt ra thì em sẽ gửi keo với chị dán lại mà chắc quên. Bữa em đang like nó vô nó lấy bịch nút của em đi rồi mà sao kỳ vậy ta? Để em kêu nó gửi lại cho nha chị. Chứ dán chắc lắm đó chị, dán chắc lắm nha chị Bảo, để em mặc em biết mà. Em mặc giặt mới giặt không á. Cái nào mà do mà cái keo nó chưa khô á mà vội người xưởng người ta làm, nói chung là làm vội hàng cho nó nhanh kịp cho tụi em bán á, nó chưa khô mà xếp vô bịch liền á nó sẽ rớt ra. Còn cái nào nó chắc là nó chắc lắm mấy chị, không có rớt đâu. Mà ví dụ như rớt nút thì em sẽ gửi nút gửi keo tới cho mấy chị dán, không sao hết nha. Bộ kỳ vậy ta, bữa bả còn vô bả hỏi em bịch nút đâu cho xin cho chị Bảo một ca mấy cái nút. Ok chị Thanh Thúy nha. Chị Thu Sang, chị Thu Sang mặc cho em size số 4 nha chị. Rồi đâu rồi chị Hồ Ho, hai bộ lên giùm em số điện thoại đi người đẹp. A còng kèm chính số sau giùm em, bỏ số 0 đầu đi. Ok chị Bảo nha, để em nói nó gửi lại. Chị có lựa thêm gì em gửi kèm theo luôn. Lựa thêm gì không? Rồi bộ đen đi mấy chị ha. Bộ đen kèm size 1 2 3 4 5 6. Rồi bộ này lên giùm em mã xanh lá. Bộ này lên giùm em mã xanh lá. Ngọc Yến ơi, thì rồi chốt mà không cho số mà hỏi màu hoài rồi không lên số làm sao em chốt được. Vậy hả chị? Dạ, rồi sao rồi nó xin nút cho ai vậy trời? Để chút em hỏi hay chút nó ra, 2 giờ nó ra nó làm em hỏi. Không thấy Ngọc Yến, bấm giùm em lại chữ A còng kèm chính số sau. Bấm số bên top top nó khó lắm mấy chị. Nhiều khi mấy chị bấm chục lần luôn nó không lên nữa. Bấm khi nào mà em kêu em thấy số rồi nha chị Ngọc Yến nha là có, mà em đứng em réo hoài với là nó chưa có hiển thị lên là em chưa thấy là nó bị ẩn rồi đó chị. Rồi lên cho em màu xanh lá, màu xanh lá cho em nha. Đó giờ mới thấy nè mà Ngọc Yến, màu xanh lá giùm em, xanh lá kèm size cho em 1 2 3 4 5 6, xanh lá 1 2 3 4 5 6. Vậy là cái bộ hồi nãy giờ chị chốt chị có lấy không? Bộ em đang mặc là chị có lấy không? Bộ em mặc là vàng đậm. Rồi muốn coi vàng nghệ lưỡng lự hai màu đúng không? Đây em mặc vàng nghệ luôn cho mình coi. Nhìn cho kỹ giùm em nha, vàng đậm giùm em nè, vàng nghệ nè. Đó, vàng nghệ thì mình thấy rõ cái tông màu vàng hơn nha mấy chị. Ok chị Bảo. Rồi, lấy ha, bộ em mặc là vàng đậm ha, rồi em mặc lại cái bộ vàng nghệ nè. Phải chỉ có tông màu thôi khỏi lưỡng lự mấy chị hơn tới ba cái tông màu vàng luôn. Mà thiệt em thấy màu vàng nào lên cũng đẹp mấy chị. Vàng nào lên thấy cũng đẹp mà. Nè vàng nghệ nè. Rồi vậy nào chốt vàng nghệ lên vàng nghệ cho em nha. Vàng nghệ mấy chị ơi. Bãi thun đúng là chị Ngọc Hồ. Ủa rồi cái chị Hồ Hoa chị ơi, chốt hai bộ size số 3 chị lên số giùm em chưa? Số bên top top mấy chị có nhiều mấy cách lên như này. Một là mấy chị gõ số 0, bỏ số 0 gõ chữ A còng kèm chính số sau. Hai là mấy chị tách làm đôi giùm em, gõ 5 số lên trước, 5 số lên sau giùm em nha. Đó. Rồi bộ em mặc là màu vàng nghệ nè. Rồi, chị nào thích vàng nghệ lên vàng nghệ cho em nha. Vàng nghệ. Không thích cách tân hả chị? Dạo này cách tân lên ngôi chị ơi, em lên cách tân không? Là hai bộ vàng luôn hả chị? Một cái vàng đậm, cái vàng nghệ số 3 chị Ngọc Yến, ok chị nè. Mà thật sự hai màu đâu giống nhau đâu mấy chị, cực mấy chị nghe cái từ vàng nó giống nhau không? Nhưng là tự hai tông màu nó khác nhau hoàn toàn. Đó, khác nhau hoàn toàn đó nhé. Màu đỏ hồng xanh lá vàng đồng size 4. Rồi chị Huỳnh Huệ cho em số luôn chị Huỳnh Huệ ơi. Lên số giùm em luôn nha chị Huỳnh Huệ nha. Lên số giùm em luôn ha.
Hồ Ho đặt hai mà Hồ Ho không cho được em cái số. Chị ơi, chị biết lên số điện thoại giùm em không? Có số điện thoại em mới gọi chốt đơn được người đẹp. Rồi lên số đi cả nhà, ai có đơn lên số cho em ha. Ngọc Yến hai bộ nè. Huỳnh Huệ lên số giùm em, ba bộ Huỳnh Huệ lên số cho em nha. Một bộ 165 ship 25, hai bộ miễn ship mấy chị. Rồi lên nhà em màu tím cà đi mấy chị ơi. Tím cà. Vàng nghệ thì 49kg hả? Sao bảo ông nói sớm trời. Bấm nói sớm trời. Rồi 49kg là em lấy số 1 nha chị. Còn 60kg của chị là size 3 nha. Rồi xe số 1. Hình thể lên số chưa chị Hình thể ơi? Mặc màu đen rồi ok chị. 49kg cao nhiêu chị Ngọc Yến, lớn tuổi hay nhỏ tuổi chị? 49kg mà cao dưới 1m55 lấy số 2. Hoặc là 49kg cao nhưng mà lớn tuổi trên 50-60 đổ lên rồi thì lấy vẫn lấy số 2. Còn mà độ tuổi bình thường, chiều cao trên 1m55 thì mới lấy mình được xe số 1 nha. Chị coi lại giùm em là xe 1 hay xe 2. Rồi vậy lấy số 2 nha chị Ngọc Yến. Rồi vàng nghệ 2, 1m50 là về cái quần phải lên lai nha chị. 1m50 là về quần phải lên lai hoặc là ra đường phải mang dép cao. 1m50 là cái quần nó sẽ dài á. Tại dáng thì em may quần dài á. 165. Rồi ha, chị Huỳnh Huệ với lại chị Hồ Hoa, hai chị có biết cách lên số điện thoại giùm em không chị ơi? Không có lên được số là không có đơn được nghe mấy chị. Bộ đen có size nhỏ không? Chị ơi, cái bộ đó là màu tím than, phải màu đen, nó thích màu đen thì đợi tí mặc màu đen cho. Size nhỏ nhất là em đang mặc là size số 1, 45 cho tới 48kg, cao 1m57-58 nữa lên thì được 50kg. Nghe mấy chị ha. Rồi lên em bộ tím cà. Bộ tím cà cho em nè. Rồi chốt lên em bộ tím cà mấy chị. Bộ tím cà giùm em nha. Tím cà kèm size. Bên em gọi chốt đơn nghe máy mới đi đơn á chị Ngọc Yến. Nhiều chị cho địa chỉ xong gọi thuê bao không à. Im im gửi hàng là hàng quay về không luôn mấy chị. Gọi nghe máy xác nhận đơn giùm em mới đi đơn nha. Rồi lên em bộ tím cà mấy chị. Bộ tím cà. Rồi em mặc lại bộ màu đen nè. Chị nào thích đen lên đen. Đen em còn size 1, 2, 3, 4, 5. 48kg 1m45 mặc size 2 nhưng mà dài lắm nha chị, về phải lên lai. Nhưng mà cái áo này lên lai thì nó uổng. Cái quần lên lai thì ok rồi. Nhưng cái áo, tại vì 1m45 thì quá thấp rồi chị. Mà lên lai cái áo nó mất cái đường viền này nè. Không biết cái chị nào mà cao tay ở đây nè, em thấy có anh chị lên lai mà vẫn giữ được cái viền này nghe mấy chị nha, hay lắm. Em biết lên kiểu gì đó mà vẫn giữ được cái viền này. Tím cà có số 4 nha chị Khổng Loan. Vàng 4, tím cà 4. Rồi chị Linh Linh cho em số alo chị Linh Linh. Không chị, cái này em bán nguyên bộ nha chị ơi. Rồi em mặc lại bộ đen nè chị Thu Sen. Trinh Lam là em không có chốt đơn chị Trinh Lam nữa nè. Rồi chị Huỳnh Huệ đâu rồi ta? Chị lên, chị tách làm sao mà chị lên đủ 10 số cho em là được. Mà em thấy nãy giờ mới có được có 7 số à người đẹp ơi. 7 số à. Không đủ. Linh Linh cho em số lại chị Linh Linh. Rồi Mỹ Tiên mặc cho em size số 2 nha. Tím cạn còn số 4 đó chị Khổng Loan. Rồi còn được một bộ số 4 thôi. Tím cạn còn được một bộ số 4 thôi. Chị Linh Linh có lên số được giùm em không?
Rồi bộ đen quá trời đất đẹp, cái màu đen luôn mấy chị. Màu đen là quá đẳng cấp luôn rồi ha. Màu đen là không phân biệt tuổi tác, già trẻ lớn bé hay gì cũng mặc được hết. Màu đen là không kén dáng kén da gì hết mấy chị. Ha, rồi chốt đen anh đen nè. Rồi em thấy số chị Linh Linh. Một vàng một tím cà cho chị Linh Linh. Ủa chị ơi, vàng là chị lấy vàng gì ha? Vàng vàng đồng, vàng nghệ hay là màu vàng đậm chị? Nãy em lên tới 3 màu vàng lận á. Lấy vàng gì chị Linh Linh? Chị Hình Huệ ơi, giờ lên không được số em không. Bây giờ chị gõ giùm em. Sao em thấy có nhiều chị lên số 10 số nó vẫn hiện à. Mà nhiều chị không lên được. Chị Hình Huệ, bây giờ chị bấm giùm em nè, chữ A cộng rồi tới 5 số đầu tiên chị cho nó chạy lên trước, rồi bấm tiếp giùm em chữ A cộng rồi 5 số sau cho nó chạy lên sau giùm em nha. Chứ em thấy số chị lên nó hơi bị lùng bùng, hơi là bị lộn xộn này, em bấm lấy số không đúng rồi đó. Rồi bộ em mới thay ra là màu vàng nghệ nha chị, sang số 4. Rồi em hết tiếng cà 4 rồi nha chị Khổng Lon. Một bộ tiếng cà, bộ vàng nghệ số 4 cho chị Linh Linh. Đen 2, hết bộ tiếng cà 4 rồi chị Khổng Lon ơi. Đen 2 cho chị Bình Lục. Áo dài sao mẹ mình 68 tuổi. Chị ơi 68 tuổi để em lên những cái hoa nhung nhung cho mình lấy. 68 tuổi mà bao nhiêu ký cao như chị Nhi Phạm? 68 tuổi áo dài đó mặc ok nha. Kim Hạnh ơi, lên nhiều em chiều cao cân nặng em báo sai cho chị. Rồi đen 2 cho chị Bình Lục. Cho em cái chiều cao cân nặng ha. Chưa? Rồi em hết đen 2 luôn rồi nha mấy chị. Đen 2 toàn bộ cho chị Bình Lục là hết đen 2. Năm mươi hai ký mà 68 tuổi thì lấy cho em size số 3 hoặc size số 4 luôn nha chị Di Phạm, size số 4 luôn nha, tại vì em thấy lớn tuổi về mà lỡ như có rộng thì nhấn bên lại, chứ lấy size nhỏ thì em sợ nó chật. Rồi chị Huỳnh Huệ ơi, bây giờ em thấy của chị là 69586 là nó năm số cuối rồi, còn năm cái số đầu em chưa thấy. Em chưa thấy năm số đầu. 72 kg 1m7 mặc được cho em size số 5 nha chị Kim Hạnh. Chốt lên nhà em mã đen 5, em có size số 5. Rồi lên nhà em mã đen. Đen bây giờ em còn size 1, 3, 4, 5 hết size 2 với size 6 mấy chị ha. Đen 5 cho chị Huyền My. Đi đơn luôn khỏi gọi, ok chị Huyền My nha. Đen 5 cho chị Huyền My. Rồi chị nào chốt bộ đen giùm em. 165 một bộ chị. Mua một bộ thì cộng thêm 25 ngàn tiền ship giùm em. Lấy hai bộ thì miễn ship nha. Rồi đen 5 chị Huyền My đi đâu luôn khỏi gọi. Bà Ba Thiêu còn không? Em đang like là bà Ba Thiêu nè chị. Em đang like là bà Ba Thiêu nè. Ồ, em không phải chảnh. Nhưng mà tại sao chị em không bán? Nãy giờ em bán bao nhiêu chị mà chị em không bán? Chị chốt đơn xong xuống like, người ta gọi chốt đơn chị nè. Em ơi, áo có dài không? Chiều dài áo bao nhiêu? Em ơi, quần có rộng không? Ống quần rộng bao nhiêu? Chị sợ quần nó rộng. Em ơi, lỡ mặc không vừa làm sao? Em ơi, lỡ nó chật làm sao? Cái gì chị cũng sợ hết. Thì làm sao em bán cho chị được? Mà trong khi trên like là chốt hàng có sai có số, mình đã tư vấn sai cho mình rồi, mà xuống like thắc mắc sợ đủ thứ hết thì làm sao mà bán chị? Rồi hàng tới lỡ chị mặc không vừa làm sao? Em khổ tâm luôn, ghê luôn á. Nên thôi khỏi thì chị ra tiệm chị mua đi cho nó dễ. Bán cho chị nhức đầu lắm. Còn tím Huế được không chị Khổng Lon? Sáu hai ký với sáu chốt thì mình đen 4 nha chị Bình Lục. Rồi đen 4 cho chị Bình Lục. Trời ơi, nó không hiển thị chị Hình Huệ ơi. Bây giờ em chỉ cần 5 số đầu nữa thôi là em chốt cho chị được. Đó, 5 số đầu bây giờ chị gõ chữ cho em đi, gõ chữ 5 số đầu giùm em đi. Rồi tím bây giờ số 4 em còn tím Huế được không chị? Tím Huế hoặc tím Thang, hết tím cà rồi, chị lấy qua tím Huế đi.
Rồi chị chốt đen 4. Lên số lại giùm em với chị Khổng Loan. Không có màu nâu đi chùa, chị có màu xám. Màu xám nếu mà chị thích màu nâu thì chị lấy cái màu vàng đồng cho em cũng được. Nha, hết đen 2 là chị Diêu Sơ. Một vàng đậm, một bộ đen, một bộ hồng sen, một bộ. Số 1 vàng đậm, đen, hồng sen số 1 cho chị Nhàn. Ok chị Nhàn nè. Đen nè. Hồng sen nè. Vàng đậm. Rồi cho chị Nhàn 3 bộ. Đen. Rồi đen còn bộ số 1 em đang mặc đó. Ok chị Nhàn 3 bộ. Rồi còn ai chốt đen nữa không? Ok Ngọc Lợi, tiếng Huế 2 cho Ngọc Lợi. Mét 60, 62kg, mặc số 4 nha em chị Ngọc Liên. Chốt lên nhà em mã đen 4 nha chị. Lên nhà em mã đen 4. Bộ mặt lên nhà em đen 4. Rồi đen 4 chốt chị Khổng Loan. Ok chị Khổng Loan nha. Chị Ngọc Liên mặc cho em size số 4 nha chị Ngọc Liên. Rồi tiếp Huế 2 cho Ngọc Lợi. Bởi mua hàng online mà cái gì cũng sợ hết rồi, lần sau người ta bán mình sợ thì mình ra tiệm đi rồi mình thử rồi cho nó vừa ý mình. 165 nha chị Trang Thùy ơi. Chị Thảo Phạm nhận áo dài thun rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Thảo Phạm nha. Mặc lại đỏ với hồng rồi. Ok chị Mỹ Tiên. Chốt đen size 5, Kim Hạnh cho em số nha chị Kim Hạnh. Kim Hạnh cho em số nha Kim Hạnh ơi. Rồi hồng sen nè. Em mặc lại hồng sen ha. Đen 4 chị Ngọc Liên lên số giùm em. Rồi bộ đen 4 em chốt cho chị Ngọc Liên. Đen 4 cho chị Ngọc Liên. Rồi ok chị Huỳnh Huệ nha. Chị Huỳnh Huệ 3 bộ nè. Từ từ chốt đơn chị Huỳnh Huệ đây nè. Đợi em tí mấy chị. Chị Hình Huệ ở Hồ Chí Minh đúng không chị ơi? Bình Tân Hồ Chí Minh hả? Rồi ok chị Huỳnh Huệ nha. À, của chị là hồng, đỏ, xanh lá. Chị ơi là mấy bộ, là 3 bộ hay 4 bộ chị Huỳnh Huệ? Hồng, đỏ, xanh lá, vàng đồng, size số 4. Hai mã đỏ hồng. Xanh lá nè. Lá 4 nè. Rồi. Vàng đồng 4 nè. Với mã đỏ hồng đúng không chị, là 3 bộ. Hồng đỏ xanh lá vàng đồng size 4. Hồng đỏ là cái mã đỏ hồng này đúng không chị, hay là một cái bộ hồng cái bộ đỏ, tại có một bộ màu hồng sen, một bộ màu đỏ đô nữa. Là chị lấy cái mã đỏ hồng đúng không? Là 3 bộ phải không chị? 3 bộ đúng không chị ơi? Đúng 3 bộ này không? Xanh lá vàng đồng với mã đỏ hồng. À rồi đúng rồi. Ok chị. Rồi 3 bộ số 4 của chị Hình Huệ này. Chấm like hả Tim lên giùm em với chị ơi. Rồi đúng rồi. Ok chị Hình Huệ nha. 165 một bộ chị Ngọc Liên. Ví dụ chị lấy một bộ thì cộng thêm 25.000 ship là tổng thu của mình là 190. Còn nếu như chị lấy hai bộ là chỉ có 330 thôi là miễn ship. Hai bộ là em không có tính ship. Chị xem hồng. Ok chị Hình Ngon. Rồi em mặc lại cái mã hồng sen nè. Em ở Bình Thuận nha chị Xuân Quyên.
Rồi em mặc lại hồng sen nè. Bộ đen này của chị Nhàn. Rồi hồng cánh sen giùm em ha, hồng cánh sen size 1 cho tới size số 6 mấy chị. Lên cho em mã hồng sen. Hồng sen 1 2 3 4 5 6. Chị Kim Hạnh ơi, chốt. Chốt đen 5 mình cho số giùm em đi chị. Chốt đen 5 lên số alo giùm em. Vậy là một bộ số 5 và một bộ số 3 á chị Châu Điệp. Rồi em chốt cho chị Châu Điệp là bộ số 5. Với bộ 57kg là số 3 giùm em nha. Rồi màu hồng sen đây nha chị Nhàn ơi. Rồi chị nào hỏi em màu hồng nè. Màu em đang mặc chốt lên cho em màu hồng sen nha mấy chị. Hồng sen, hồng sen. Rồi hồng sen cho em. Đen 3 cho chị Hồ Tâm. Rồi đen 5 và đen 3 chốt chị Châu Điệp. Thấy rồi nha chị Châu Điệp. Hồng sen giùm em. Đẹp quá chị, màu hồng cực đẹp luôn. Xuất sắc màu hồng. Rồi đen 3. Thích thì lấy đi mấy chị, tại mấy cái công màu này nó dễ hết. Có một màu có được 4-5 bộ là hết rồi. Em qua like thứ hai là nó sẽ không còn màu đó mấy chị. Em lên tím than rồi, đợi em tí nha. Lên tím than. Tím than cái bộ em cho em canh đó chị Lửa. Châu Điệp 65kg cao như chị Thảo. Chị Thảo Nguyễn. Thảo Nguyên 65kg cao như lên nhà em cái chị cao thôi. Không có màu trắng chị Thiên Lý, có màu xám trắng đó chị. Rồi đen này của chị Hồ Tâm. Màu hồng này chị Khổng Loan. Chốt hồng lên hồng giùm em ha. Rồi em mặc lại cái mã đỏ hồng nè. Cái hồng em mặc là mã hồng cánh sen đó chị nha. Lên nhà em màu hồng cánh sen. Rồi đây cái bộ này là mã đỏ hồng cho em nè. Tức là không biết kêu gì hết, em kêu để em phân biệt em lấy thôi. Nó đỏ mà nó cũng có cái tông màu hồng trong đây nữa mấy chị. Có chị Xuân Ngô. Còn hai bộ đen số 3 nữa là em hết đen 3 luôn á. Chị Xuân Ngô lấy chốt lên giùm em mã đen 3 kèm số alo giùm em ha. Rồi lên giùm em mã đỏ hồng. Đỏ hồng kèm size cho em. Đó nó đỏ đỏ hồng hồng vậy mấy chị. Rồi lên giùm em mã đỏ hồng. Đỏ hồng 1 2 3 4 5 6. Cho em mã đỏ hồng giùm em. Đỏ hồng 1 2 3 4 5 6. Rồi màu tím than giờ em còn size 2 3 bộ, à, 1 2 3 4 5 6 mấy chị, số 1 em còn được bộ em cho anh canh đó, màu tím than. Tím than size 2 3 4 5 6 giùm em, 1 2 3 4 5 6 giùm em nha. Lên giùm em màu tím than. Rồi màu tím than mấy chị ơi. Size 1 cho tới size số 6. Mã tím than cho em nè. Rồi tím than 1 cho tới 6 nha. 165 một bộ chị Xuân Nguyên. 165 một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Rồi chị nào chốt bộ này lên giùm em màu tím than nha. Mặc đỏ đô ha, rồi ok chị. Thu Sang nãy giờ ngắm rồi được màu nào chưa chị? Rồi em lên màu đỏ đô với chị nè. Xuân Nguyên mặc cho em size số 3. Xuân Nguyên mặc cho em size 3 nha, tím than 3 cho chị Hồ Tâm. Tím than 3. Rồi cho chị Hồ Tâm. Bảy mươi ký lên giùm em chiều cao luôn chị 44 ơi. Có màu vàng nhưng không có tông vàng tươi đâu chị Ngọc Liên. Có vàng nghệ, vàng đậm, vàng bò, có ba tông vàng đó chị. Rồi tím than 3 cho chị Hồ Tâm. Được nha chị Xuân Ngô, ôm đẹp luôn chị. Ôm đẹp luôn. Tím than 4 cho chị Lưỡng nè.
Bộ em mặc 165 mấy chị nha. Không sáng chị Hồ Tâm. Màu tím than nó giống như cái màu, cái màu tím của trái nho đó mấy chị. Mấy chị hay kêu màu tím nho đó. Tối hơn cái màu tím nho tí. Đó. Nó đen hơn cái màu 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 tím nho tí. Rồi tím than 4 cho chị Lưỡng rồi ha. Em mặc lại màu đỏ đô. Đỏ đô size 1 cho tới size 6 giùm em mã đỏ đô. Rồi lên em màu đỏ đô. Chị mặc cho em size số 5 nha chị. Vòng bụng 98 hả, mà lớn tuổi hay sao chị? Nếu mà vòng là vòng bụng hay là vòng eo chị? Eo nhiêu? Thường 70kg mét 6 mà tầm chừng 50 tuổi đổ lại là em lấy cho mình size số 5 hết. Là size số 5 là eo 92 đổ lại là mấy chị mặc ok. Còn cái em không biết chị kêu vòng bụng hay vòng eo. Vòng bụng là vòng đây nha, vòng eo là vòng giữa nè. Vòng eo trên rốn á. Còn nếu mà eo mà 98 thì lên số 6 giùm em luôn nha. À, lớn tuổi. Quần ống rộng nha chị. Quần em đang mặc là quần ống rộng. Vải thun co giãn nha chị Tiết Nguyễn ơi. Rồi chị nào chốt bộ này lên thì em mã đỏ đô. Màu đỏ đô giùm em. Rồi vậy lấy size số 5 đi chị 44. Chốt màu gì lên giùm em, cái màu kèm size số 5 là có đơn nha. Thêm một bộ tím than số 6 cho chị Kiều Anh. Chị Kiều Anh hồi nãy là hai bộ rồi phải không? Chị Kiều Anh là nãy là một tím Huế, một tím cà rồi, trời ơi nguyên một lấy một ri tím luôn ok chị. Tím than 6 cho chị Kiều Anh. Rồi tím than 6 chốt chị Kiều Anh. Đen ba chốt chị Xuân Ngô. 76kg mét 62 mặc size 6 giùm em chị Tiết Nguyễn, có size 6 nha chị. Bộ hồng số 3. Chị Xuân Nguyên cho em số alo. Đang yêu Huế hả? Ok chị. Rồi lên giùm em màu đỏ đô đi cả nhà. Chị Thu Sang đâu rồi, hỏi em màu đỏ đô nè. Chị Xuân Nguyên cho em số đi chị Xuân Nguyên. Rồi đen ba em chốt chị Xuân Ngô. Đen ba cho chị Xuân Ngô. Rồi đưa hết đen ba rồi. À còn một bộ 165 nha chị Châu Điệp. Tím than 6 chị Tiết Nguyễn. Rồi em hết tím than 6 rồi chị Tiết Nguyễn ơi. Số 6 bây giờ em còn những cái chị thích tông tối ha. Tông tối bây giờ em còn tím Huế nè, xanh đen nè, xám nè. Rồi còn mấy màu á. Hết tím than 6 mất rồi chị Tiết Nguyễn. Đúng rồi, một mẫu mà nhiều màu nha chị. Bà ba nó không có nhiều mẫu đâu chị ơi. Một là kiểu dày, hai kiểu cổ tim rồi xong. Nhiều đó thôi. Cái tay thì thích này, có tay dài một kiểu rồi không, cái tay này kiểu là xong. Bà ba mà đâu phải đồ kiểu đâu mà nó có nhiều kiểu mấy chị. Chị ơi, mẫu bên em form nó khác những mẫu bên shop khác. Bên em size số 3 cho mình là 54-58kg nha chị. Mình 57kg số 3 là nó ôm đẹp rồi. Nó vừa vặn rồi ha. Ủa chị Xuân Ngô khách cũ hả chị Xuân Ngô? Chứ số 2 nhét không vô đâu nha chị. Em thấy chị Xuân Ngô chưa có địa chỉ bên em. Có gì mấy bạn gọi lại xin địa chỉ cho mẹ cho lại giùm em nha. Rồi đỏ đô với vàng đậm size số 4 cho chị Thu Sang. Ok chị Thu Sang. Em không có trơn nha chị Thúy Mai Nguyễn. Rồi để em mặc lại tím Huế cho mình coi nha. Tím Huế đẹp lắm chị Tiết Nguyễn. Đảm bảo với chị là lấy màu tím Huế là thích liền. Rất là đẹp màu tím Huế luôn. Chị Thu Sang là đỏ đô với vàng đậm size 4 nè. Một đỏ đô, một vàng đậm số 4. Khách mới, khách mới mà đi luôn, khỏi gọi địa chỉ đâu mà đi luôn. Chị Xuân Ngô phải gọi cho em địa chỉ chứ.
Chị khổng ngon. Ok chị khổng ngon, gửi qua chị size số 5 ha. Rồi đen 5 cho chị khổng ngon. Ủa vậy số 5 em còn tím cà, chị có đổi qua tím cà không? Nếu lấy số 5 em còn tím cà, chị có muốn lấy tím cà thì em bỏ lấy tím cà cho. Bộ em mặc là đỏ đô. Cho chị Xuân Nguyên đợi em tí. Kim Tuyền mua thì lên giùm em chiều cao cân nặng, em báo cái size vừa cho mình, rồi mình thích cái màu gì mình chốt cái màu đó kèm cái size em báo, lên số điện thoại có đơn nha chị. Rồi đây chị gì ha, Châu Điệp ha. Đó đây em đang mặc bộ này số 2 này, tại vì bộ tím Huế nó không có số 1, size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Thì em 44 kg em mặc số 2 đó, thì chị nhìn giùm em 57 kg vô số 2 được không nha. Mét 65 80 kg mặc số 6, hơi ôm một tí chị chịu không? Về mà có bị gọi là mặc vô mà nó hơi ôm quá chị nhả bên ra giùm em được không? Đó, được thì em chốt. Tức là nó hơi ôm, mặc vô vừa nhưng mà nó hơi ôm, kiểu là nó hơi lộ bụng một tí xíu, chị nhả bên ra cho em được không? Được là em chốt cho chị size số 6. Thì cơ bản cái mẫu này thun nó co giãn mạnh nha. Nè. Đó. Rồi cái bộ này em mặc số 2 đây nha chị Châu Điệp. Tím Huế đây nè chị Tuyền Nguyễn ơi, Tiết Nguyễn. Rồi số 2 của em, là cho mấy chị là tầm 48-53 kg. Cao được mấy 6 hay 55 kg là ôm luôn á. Còn này mình tới 57 kg, nhích lên số 3 đi chị. Rồi chị Tiết Nguyễn nè, có chốt tím Huế lên tím Huế cho em. Rồi bộ em đang mặc ha, tím Huế em còn size 2, 3, 4, 5. Tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6 chứ. Tím Huế size 2, 3, 4, 5, 6 thì mẹ. Tím cà đây chị khổng lon. Rồi lấy mã đỏ hồng ha, ok chị. Rồi lấy mã đỏ hồng ha. Đổi qua đỏ hồng 5 chị khổng lon. Rồi chị nào chốt tím Huế là tím Huế nè. Màu tím Huế này mà chị không lấy nữa thì thôi. Đẹp lắm. Đỏ hồng 5 cho chị khổng lon. Có màu xám không? Có màu xám nha chị. Rồi tím Huế 6 chị Tiết Nguyễn lên số alo giùm em đi chị Tiết Nguyễn. Tím Huế 6 chị Tiết Nguyễn. Rồi em hết tím Huế 6 luôn nha. Hết tím Huế 6. Chị Kim Tuyền, rồi xanh đen thì còn mà tím Huế hết luôn chị Kim Tuyền ơi. Tím Huế em hết size 6 luôn rồi. Rồi chị Tiết Nguyễn có đơn nè. Số 3, số 5 đi chị Châu Điệp. Đã mặc ok rồi chị. Rồi thêm tím cà size 5 cho chị khổng lon là hai bộ ok chị nha. Cà 5 cho chị khổng lon. Bộ em đang mặc 165 nha chị ơi. Một bộ thì ship 25, hai bộ miễn ship nha. Tiếng Huế chị Hồ Tâm. Cho trên cái app bên này nó bị chói hay sao, nãy giờ mấy chị thấy ra cái màu xanh. Cái màu của trái tím cà nó sao là màu này y nguyên vậy đó mấy chị nha. Màu tím không phải màu xanh đâu. Vậy em đứng xa cho mấy chị coi coi sao nó lên màu xanh vậy. Tím chị ơi, tím cà. Á quên, tím Huế. Đúng rồi chị Khổng Lon. Tím Huế yên tâm mà chốt đi mấy chị. Em thấy ra màu tím mà sao mấy chị nhìn ra màu xanh nhỉ? Có thể là do cái màn hình thoại của mấy chị nữa nha. Em thấy lên màu tím Huế đỏ hồng ràng mà ta. Chị 444 là hồi nãy là chị chốt sai số mấy? Số 5. Rồi 444 lên số alo giùm em đi. Màu tím nó rõ ràng mà mấy chị cũng thấy màu tím mà sao có chị thì thấy màu xanh. Số 5, rồi chị 444 lên số alo giùm em nha chị. Kim Tuyền ơi, em chốt chị được xanh đen thôi, tím Huế em hết số 6 mất rồi người đẹp. Chọn màu khác giùm em được không? Tím cà được không chị? Em lên tím cà, đổi qua tím cà giùm em được không? Một bộ 165 chị Dung Nguyễn. Chị Kim Châu thấy tím nè, mấy chị thấy tím không nè? Có mình chị Hồ Tâm thấy màu xanh là chị Hồ Tâm coi lại màn hình điện thoại của mình á.
Rồi chị Kim Tuyền lên số alo giùm em đi chị. Rồi chị 444 nữa, lên số giùm em đi. Lên số cho em ha. Số alo đi rồi mình chốt luôn mấy chị. Rồi em mặc tím cà, hồi nãy em mặc là tím Huế ha. Rồi tím này lên tím cà cho em nha. Tím cà em còn cường 1/6. Chị nào chốt có đơn rồi lên số đi mấy chị, để lưỡng lự hồi lên số không được, tại vì số trên top top mấy chị lên nó khó khăn lắm, không phải lên cái được liền nha, nhiều khi gõ mấy chục lần nó mới lên được cái số đó. Là chị Hồ Tâm lấy tím Huế bỏ cái tím hang ra đúng không? Rồi em nói đi, lấy gì về nó ra màu xanh em chịu trách nhiệm cho chị yên tâm, về nó ra màu xanh em chịu trách nhiệm cho chị trả lại. Nào ta tím Huế tự nhiên cho màu xanh. Xuân Quyên ơi em chưa thấy, Xuân Quyên ơi chưa thấy số điện thoại Xuân Quyên luôn. Rồi đây màu này một tím cà, chốt lên cho em màu tím cà mấy chị. Đó đẹp chưa, màu tím cà cho em nha, mặc vô rồi thấy nết na thì mị liền. Rồi lên cho em màu tím cà, tím cà giùm em mấy chị, tím cà. Màu hồng nhạt đây chị, hồng này ghi giùm em là hồng cánh sen, bộ này chốt cho em là hồng cánh sen nha. Hồng cánh sen giùm em, rồi chị nào chốt hồng cánh sen lên cho em màu hồng cánh sen. Hồng cánh sen. Xuân Quyên nè, chị 444 nè, chị Kim Tuyền nè, lên số giùm em trước đi mấy chị ơi. Chốt không chốt gì lên số thì đã, rồi lúc mình chốt thì nó dễ. Rồi bộ này lên cho em là mã hồng sen cho em nha. Hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen. Đó. Hồng cánh sen giùm em 1 2 3 4 5 6. Hồng cánh sen 1 2 3 4 5 6 nha chị ơi. 46 kg mặc số 1 cho em nha chị. 165 một bộ chị Kim Châu. Không có trơn, em không có trơn nha chị Thúy Mai. Đúng rồi chị Kim Tuyền. Lê Thị Diễm Trang nha chị. Rồi là bây giờ em lấy chị Kim Tuyền là màu xanh đen với màu tím cà nha. Chịu không? Chịu màu tím cà em đang mặc không? Chịu thì ok bấm tím cà giùm em đi. Chịu ha. Rồi ok chị. Màu xanh đen. Rồi em hết tím cà 6 luôn nha mấy chị. Một xanh đen, một tím cà số 6. Rồi ok chị Kim Tuyền. Em đang mặc lên thì em mã tím cà. Rồi chị Kim Tuyền hai bộ nè. Chị lấy tím cà số 3. Xuân Quyên, Xuân Quyên bấm alo lên cho em đi chị Xuân Quyên. 46 kg mặc số 1 giùm em chị ơi, mặc số 1 cho em đẹp luôn. Em 44 kg, 1m55 em đang mặc số 1 nè. Số 1 cho mấy chị 48 kg cho em là ok. 48 kg đổ lại là ok nha. Rồi em thấy chị Kim Mỹ nhắn tin là chị Kim Tuyền ha. Ok. Xuân Quyên đâu rồi chị? Bấm giùm em 5 số lên trước, 5 số lên sau đi chị. Nó ẩn rồi, em không thấy. Rồi, màu vàng thì em có tông vàng này nha. Vàng nghệ giùm em ha. Chốt lên giùm em màu vàng nghệ. Vàng nghệ size 1 cho tới size số 6 cho em luôn. Rồi lên giùm em màu vàng nghệ đi mấy chị. Vàng nghệ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hỏi em thấy số là em chốt đơn chị Xuân Quyên liền. Em còn réo là em chưa thấy nha chị ơi. Ẩn mình lận rồi. Đây. Chị nào hỏi em màu vàng. Chị 444 đâu rồi chị? Người ơi. Màu vàng ha. Tại cái này nguyên bộ em không có lên màu vàng chói chang với chị ơi. Nói chung cái màu vàng đó nó thiên về cái màu tối hơn, vàng nghệ, vàng đậm, vàng về tối màu, chứ màu vàng chanh rồi vàng tươi rồi lên là em không lên bộ. Lên áo thì lên với bộ không có lên. Nguyên bộ vàng chanh, vàng tươi nó hơi bị chói á mấy chị. Rồi chốt vàng nghệ lên vàng nghệ cho em. Mấy chị nhìn bộ đồ bên em lên cho mấy chị nè, mình cầm cái áo thôi là mình thấy cái chỗ đây nó đã lõm vô, là mình mặc lên là cái eo nó tự vô rồi nè, thấy không? Còn nhiều bộ mấy chị mua, mấy nhiều shop mấy chị mua mặc ở trên thì bắt đầu nó thả xuống giống như baby doll gì đó, nó không có được vô eo như là em đang mặc không mấy chị. Đó, thấy không? 75 kg số 6 nha chị Thúy Mai Nguyễn.
Nguyễn Ánh mặc cho em size 3 chị. Rồi ha, bộ màu vàng nghệ giùm em nha. Rồi màu này lên giùm em là màu xanh ngọc. Là hết rồi đó mấy chị. Hết màu rồi đó. Ai muốn xem lại màu gì thì nói em nha. Rồi lên giùm em màu xanh ngọc. Xanh ngọc mấy chị. 165 một bộ nha chị Diệu thôi. Rồi chốt bộ xanh ngọc, bộ xanh ngọc giùm em nha. Mấy chị thấy em chỉ cần cẩm áo em ướm lên vậy là mấy chị thấy cái eo nó tự thu vô rồi. Chưa cần là mình mặc lên luôn á. 1641. Bây giờ chị đặt màu gì? Chị bấm cái màu kèm size số 1 giùm em nha. Là có rồi xong lên rồi em số điện thoại là có đơn. Màu nâu đồng. Chị ơi em có màu vàng đồng đó, chị chốt lên màu vàng đồng giùm em. Đừng có bấm màu nâu đồng, em không biết đường lấy nha. Màu vàng đồng cho em đi. Màu đồng thì quá là đẹp. Đây. Màu vàng đồng đây chị, màu đồng cho em nè. Chốt lên cho em màu vàng đồng. Rồi, mấy chị thấy nhìn cái dáng quần nó chưa ok chưa? Rồi, màu vàng đồng giùm em nha. Vàng đồng. Vàng đồng cho em mấy chị. Chốt lên cho em màu vàng đồng. Kèm cái size lên nha. Rồi em thấy số chị Xuân Quyên chốt lại là lấy xanh ngọc thôi ha chị, có lấy thêm bộ khác không? Rồi chị Đỗ Tình ok bộ này lên giùm em cái size đi chị, mình lấy size nào? Bấm cái size hoặc cho em cái chiều cao cân nặng nha, xong lên số cho em luôn ha. Xuân Quyên ơi là giờ chị lấy xanh ngọc thôi ha, chị có lấy thêm màu gì nữa không? Màu vàng đồng giùm em mấy chị. Rồi xanh ngọc với tím cà số 3 cho chị Xuân Quyên. Ok chị Xuân Quyên nha. Xanh ngọc tím cà số 3 cho Xuân Quyên. Mặc màu xám rồi, đợi em tí. Chị Đỗ Tình ơi, chị lấy size mấy? Lên cái size mà em với.